Kính thưa quý thính giả, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu, đã đặt chân đến mọi nơi trên hành tinh này. Ngài đã qua nhiều quốc gia với những văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau để giao giảng về pháp môn Quán Âm, một pháp môn cổ xưa về ánh sáng và âm thanh mà hầu hết các minh sư trong quá khứ của mọi tôn giáo đều nhắc đến dưới những tên gọi khác nhau. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng Việt ngữ tại trường Đại học UC Irvine, California. Bài thuyết giảng với chủ đề Mục đích của con người. Cảm ơn quý vị. Chủ nhật, thời giờ quý báu, không quãng đường xa xôi, vấn đề xe cộ khó khăn, đến đây để tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Nếu không có quý vị thì buổi thuyết pháp không có thành công. Cho nên sư phụ thay mặt cho những người tổ chức hôm nay cảm ơn quý vị. Muốn nghe pháp cho được thành công thì như anh Hùng hồi nãy nói, chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái thành kiến mà chúng ta nghĩ rằng đúng hoặc là sai. Tại vì trên thế gian này, trừ trí huệ của Phật và Chúa ra, không có người nào có thể quả quyết rằng cái gì đúng, cái gì sai cả. Quý vị, cái này, điều này đã hiểu rồi. Cái gì đúng hoặc sai, nhiều khi nó chỉ là tương đối mà thôi, chứ không tuyệt đối. Trừ cái chân lý tối thượng của Phật, Chúa, không có cái gì tuyệt đối trên vũ trụ này cả. Quý vị đã biết những cái chứng minh khoa học á, nhiều khi nó đúng 100% vậy đó, mà bữa sau nó cũng sai, phải không? Hoặc là có người khác chứng minh cái lập luận khác, làm một cái cuộc thí nghiệm khác, rồi thấy nó sai. Cách đây mấy trăm năm, cái lúc mà nước mình còn chế độ quân chủ á, thời vua Tự Đức, có một vị học cao hiểu rộng là Nguyễn Trường Tộ được phái qua đó, được vua phái qua bên Pháp để du học. Quý vị, cái điều này quý vị đã nhớ biết rồi, nhưng mà thôi, sư phụ kể lại thêm để chứng minh những cái sự tương đối của cái thế giới này. Thì Nguyễn Trường Tộ được vua Chúa phái qua bên Pháp để du học. Khi ông trở về nước Việt Nam thì ông báo cáo rằng Âu Mỹ họ văn minh lắm. Đèn á, thì thắp ngược xuống đất, dầu không có đổ ra. Xe ngoài đường khỏi có ngựa kéo. Nước á, trong tường nó chảy ra. Đại khái là những điều mà bất khả tư nghị ở Việt Nam chưa từng có. Tại Việt Nam mình thắp đèn dầu, đèn thì phải để ngược lên, phải để lên trời nó mới sáng. Sao đèn chút ngược xuống được? Nhưng mà bây giờ mình thấy đèn này chút ngược ha. Tại vì đèn bính của người ta là đèn điện. Nhưng mà trong khi mà Nguyễn Trường Tộ báo cáo những cái điều này á, thì vua Chúa nhà Tự Đức á, không có tin á, đem chặt đầu ông, phải không? Vì tội gì? Tội gì? Khi quân. Ý nó là ông vua ngu quá, muốn gạt ổng sao cũng được. Cái tội khi quân là tội lớn nhất mà tru di tam tộc. Một người nói sự thật thôi mà bị tru di tam tộc, hoặc là ít nhất cũng bị mất mạng. Quý vị có thấy cái thế giới nó nguy hiểm tới mức nào? Nói một sự thật mà có thể chứng minh được đó, chứ đừng nói chi sư phụ nói những chuyện mà ở trên thiên đàng, ở dưới địa ngục. Thành ra từ cổ chí kim á, người ta nói rằng minh sư mệnh mạng sống như chỉ mình treo chuông là như vậy. Nhưng mà thời buổi này pháp luật rất là nghiêm minh, cho nên cái vấn đề tín ngưỡng của con người được bảo vệ tới mức tối đa. Thành ra mình mới có những cái phương tiện
mà hoằng pháp một cách công khai như thế này. Chứ thời xưa lúc Đức Chúa Giêsu đi hoằng pháp á, rất là khó khăn, phải trốn lén, phải tập hợp những nơi kín đáo, không có dám cho người khác thấy. Ở cái này ở bên Trung Quốc cũng y như vậy đó, bây giờ cũng còn nhưng mà ở những nơi khác. Thí dụ cái lúc sư phụ đi qua bên Trung Quốc á, những người ái mộ người ta muốn gặp sư phụ á, người ta phải trốn đi, trốn bằng nửa đêm mới lại gặp sư phụ được. Rồi sư phụ muốn truyền pháp cho họ, nó không dám lại ban ngày. Nguyên cả đêm sư phụ phải thức đêm truyền pháp cho họ, cửa nẻo đóng kín mít hết. Như vậy mà còn có người biết, còn có gián điệp sao cũng làm khó dễ cho những người thọ tâm ấn đó. Thì đại khái cái thời buổi nào nó cũng có những cái nơi mà cái chân lý không thể nào tiết lộ ra được, mình kêu thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà may rằng chúng ta sống trong nước Mỹ, cái sự tự do tín ngưỡng được bảo vệ tối đa, cái quyền làm người được tôn trọng, nhân cách của con người được quý trọng. Cho nên chúng ta ngồi đây trong cái hội trường này một cách yên ổn êm thấm như vậy, chúng ta là những người rất có phước báo. Còn những người mà sống trong những cái chế độ bị kìm hãm, thí dụ như chế độ, nghe nói chế độ cộng sản nó không có được tự do tín ngưỡng đó. Sư phụ đi qua bên Tàu thấy thật là không có tự do tín ngưỡng. Thì những người đó thật là họ kém cỏi cái sự may mắn như chúng ta. Mà sư phụ đi qua những nơi đó cũng kém cỏi may mắn nữa, cũng vì những cái cộng nghiệp của chúng sanh ở nơi đó mà kém sự may mắn, không có được tự do nói những điều mà họ cần nghe trong một đại chúng. Nhưng mà bây giờ những nước đó hình như cũng bớt rồi, tự do tín ngưỡng cũng nới lỏng ra rồi. Mỗi ngày nó mỗi khác. Tại sao? Bởi vì có những người tu hành á, thì cái thế giới nó sẽ sáng sủa lần lên. Sư phụ cảm thấy rằng càng đi hoằng pháp bao nhiêu thì cái bầu không khí của thế giới nó càng rạng rỡ hơn lên, nó càng dễ thở hơn. Cho nên vì lý do đó, nhiều khi sư phụ được mời nơi này nơi kia, sư phụ nhiều khi cũng mệt, cũng muốn từ chối, nhưng mà cảm thấy rằng cái sự lợi ích bất khả tư nghị cho quần chúng, mình không thể không hy sinh một chút sức khỏe, tinh thần hoặc là thì giờ cá nhân được. Thì thôi, cái thân thể này dùng đến mức nào hay mức đó, chừng nào nó hết rồi, hết kêu bằng hết ga rồi, hết xăng rồi, thì mình liễn nó đi, chứ bây giờ biết sao. Thế giới thì đông đảo, mà một người cái thân xác có hạn, thế nào nó cũng hư chứ. Như xe mà xe tốt nhất đi nữa mà mình chạy quá trời quá đất, chạy lu bù, chạy không nghỉ, nó cũng có ngày nó cũng gì kêu bằng lỏng bồ lông á, bồ lông á. Sư phụ thì bây giờ bồ lông chưa có lỏng đâu. Nhưng mà cũng hơi mệt một chút. Thế nên nhiều khi quý vị đòi hỏi những cái việc mà sư phụ đáp ứng cũng không được, thành quý vị đừng có buồn. Ví dụ nhiều khi hoằng pháp xong hoặc là truyền tâm ấn xong, sư phụ thấm mệt à, rồi có nhiều người muốn xin gặp riêng sư phụ nói chuyện tâm tình, nắm tay nắm chân rồi đó. Hồi sư phụ từ chối thì họ buồn, nhưng mà nhiều khi mệt tôi phải nằm nghỉ rồi bữa sau mới làm việc tiếp được. Thành ra nhiều khi không thể nào làm vừa lòng được tất cả mọi người, nhưng bao nhiêu mà thôi. Bây giờ nói lại cái vấn đề trên thế giới này, tại sao không có gì tương đối cả, không có gì tuyệt đối cả? Bởi vì cái con mắt nhìn của thế gian mình á, nó không có hoàn mỹ. Mình nhìn được một góc thôi, mình không nhìn được hết. Nói thí dụ bây giờ con mắt mình đây ha, con mắt của người sáng mắt nhất á, chỉ nhìn thấy bao nhiêu trăm thước là cùng thôi, phải không? Mà hãy nhìn đằng trước là mất đằng sau,
nhìn bên phải, nhìn bên trái mắt bên phải, nhìn bên phải mắt bên trái. Có bao nhiêu đó, chúng ta đủ nghĩ rằng cái cặp mắt thế gian nó có giới hạn vô cùng, nó quá nhỏ bé đi. Bây giờ mình dùng cái thiên, cái gì, cái viễn vọng kính á, thì mình cũng chỉ nhìn được một số ít ở trên dải ngân hà thôi. Mình không nhìn được tất cả những hành tinh của vũ trụ. Còn nói chi nhìn hết cả những cái sự bí ẩn của đất trời mà nó không hiện rõ ra được trong cái sự vật chất, mà nó chỉ có nó hiện hữu nhưng mà trong một cái tần số nào khác mà con mắt mình không thể tiếp nhận được. Cũng như có nhiều con sinh vật vi khuẩn hoặc là những cái ngôi sao nó quá nhỏ hoặc quá xa đó, viễn vọng kính nhìn cũng không đến nữa. Quý vị hiểu không? Thì bây giờ chỉ có một phương cách khác là mình nhìn bằng mắt Phật thôi, mà kêu là thiên nhãn á, mắt trời đó. Mà làm sao mình nhìn bằng cái mắt này được? Mắt này nó ở đâu? À, đó là bổn phận của một vị kêu bằng minh sư. Họ chỉ cho mình thấy con mắt đó ở đâu, làm sao mà dùng nó để mà nhìn. Cũng như có một người họ có kinh nghiệm, họ chỉ cho mình biết làm sao mà điều chỉnh cái viễn vọng kính đặng mà nhìn cho xa. Chứ nhiều khi quý vị không biết nhìn á, cái viễn vọng kính thì có đó nhưng mà quý vị nhìn cũng không rõ, phải không? Phải điều chỉnh, phải biết cách điều chỉnh. Mình muốn nhìn xa thì điều chỉnh bao nhiêu, muốn nhìn gần điều chỉnh bao nhiêu. Thì đại khái nó như vậy. Cái thiên nhãn của mình á, nó cũng như một cái viễn vọng kính này. Nó nhìn xa vô cùng vô tận, có thể nhìn tới trăm ngàn vạn ức kiếp về trước, trăm ngàn vạn ức vô số kiếp về sau, trăm ngàn vạn ức vô số hành tinh trong vũ trụ. Tới khi đó mình mới biết hết tất cả những bí mật của đất trời. Nhưng mà khi mình biết hết rồi thì nó coi như nhà của mình thôi, không có gì đáng làm lạ, thấy nó rất là bình thường. Cho nên bữa hai ba hôm trước có mấy người em họ của sư phụ á, họ mới bắt phát hiện ra sư phụ mấy ngày nay, họ gọi điện thoại ra gọi: trời ơi, sao chị thành Phật mà chị không nói cho em hay. Chị thành Phật rồi chị có thấy gì không, có thấy gì lạ không? Sư phụ nói đâu có gì đâu lạ, nó quen rồi. Cũng như mỗi ngày mình nuôi một đứa em bé, nó lớn lần, bồng nó không có thấy nặng, mà người xa lại bồng nó thấy nặng lắm. Nó quen rồi. Thành Phật không có chuyện gì mà xa lạ đối với chúng ta. Lẽ ra chúng ta mỗi người đều phải biết mình là Phật mới đúng nghĩa làm con người. Chứ nếu không bây giờ quý vị có nghĩ trời đất vô lý không? Sinh ra một con người đẹp đẽ như vậy, người mẹ muốn sinh ra một đứa con vô cùng cực khổ, 9 tháng 10 ngày cưu mang, đủ thứ bệnh, đủ thứ mệt nhọc, đủ thứ cái bằng không có thoải mái như vậy mới sinh ra được đứa con. Mà trước khi sinh ra đau quá trời quá đất, không ai giúp được trong lúc đau đớn như vậy đó. Sinh ra rồi nuôi thô cực lắm, nó ho một cái rồi mẹ cũng ngủ không được, một cái răng là hai vợ chồng cũng rung rinh à. Kêu bằng tinh thần cũng không có được vui vẻ. Rồi nuôi cả hai mấy chục năm mới lớn lên. Như vậy rồi sao? Rồi vùi đầu ở trong trường học cả mấy chục năm, mười mấy năm, hai chục năm. Rồi vùi đầu ra ngoài làm việc cả mấy chục năm, rồi vùi đầu xuống đất. Như vậy có phải vô lý không? Không có cái gì nữa sao? Đời sống mình sinh ra để chịu cực chịu khổ như vậy sao? Không phải, không phải. Đời sống của mình sinh ra lẽ ra phải sung sướng, phải vô cùng hạnh phúc, vô cùng giàu có, vô cùng lộng lẫy. Tại mình không biết cách tìm mà thôi. Những người nào mà chê người kia ham giàu, ham vợ đẹp, ham chơi, ham những điều vui, cái đó cũng không nên chê nữa, cũng không phải. Lẽ ra họ phải giàu, lẽ ra họ phải vui, cuộc sống họ phải vui để họ khỏi cần ham nữa. Lẽ ra họ phải có những người đẹp đẽ vô cùng sống chung với họ, đặng họ cảm thấy an ổn, cảm thấy tươi sáng cái đời sống của họ, chứ khỏi cần phải đi ham người đẹp. Tại vì mình không biết cách nhìn,
không biết cách tổ chức cái đời sống của mình, cho nên nó mới u ám, nó mới cực khổ, nó mới nghèo nàn, nó mới không có thoải mái. Ngày xưa quý vị nghe nói đời sống nhà của sư phụ cũng không có nghèo lắm. Tuy rằng bên ngoài thì thấy đơn sơ, nhưng mà ba má sư phụ có tiền. Sư phụ nhớ rằng hồi xưa chưa có, còn nhỏ đó, má chỉ cho cái hũ vàng á, má nói cái này là hũ vàng á, chôn chỗ này, rủi có chuyện ba má mà chết thì không có biết chỗ này là vàng. Nhưng mà trong nhà thì có vàng, nhưng mà ngoài thì thấy cũng được, tầm thường thôi. Nhưng bây giờ không có rồi, bây giờ không có rồi, đứng lại đó tìm nha, hết rồi. Vàng nhiêu bán hết cũng xài không đủ rồi. Sư phụ nhà bây giờ cũng còn thanh bằng lắm, tại vì sau khi mà chế độ cộng sản vô rồi thì gia đình hình như cũng bị tịch thu tài sản rồi, nhiều hết rồi. Cha mẹ cũng phải đi làm lao động, sư phụ cũng không có gửi tiền gì bao nhiêu, không gửi tiền. Lâu lâu ông bà bệnh á, viết thơ cho sư phụ, sư phụ gửi một ít thuốc men về vậy thôi, chứ sư phụ không có lấy tiền này mà cung cấp cho gia đình giàu sang. Cho nên gia đình của sư phụ rất là nghèo, bây giờ vẫn còn nghèo, một cái truyền hình cũng không có, trong nhà chắc cũng chưa có điện. Nhưng mà cũng tại vì, nhưng mà Tết này sư phụ cũng có gửi về chút định, tại vì ba má cần, ông già quá rồi không có làm được gì được. Ôi, sư phụ lấy cái tiền mà sư phụ kiếm được đó, chứ không phải tiền của công chúng nha. Gửi về cho ba má, bây giờ cũng tạm sống qua ngày, chứ không có giàu chưa. Nhưng mà tại vì không phải cái hồi nãy nói là gì? Tại sao nói qua gia đình chứ vậy cả? Nãy nói gì vậy? Già rồi cũng quên. Trước đó nói gì vậy? Tại mình không biết chọn đời sống của mình cho nên nó nghèo. Ba má sư phụ cũng vậy thôi, không biết chọn. Nhưng mà buộc nhà không thiên, thấy không? Thành ra sư phụ cũng có về nhà bên đó mà nói cái gì trơn á. Và những người em hay chị họ của sư phụ mới bữa nay mới lại gặp sư phụ lần đầu tiên sau 20 mấy năm, sư phụ cũng bao giờ viết thơ về nhà nói tôi là Phật đây. Tôi thành Phật rồi, quý vị phải theo tôi đi học này kia. Không có, cái gì nó tự nhiên thôi. Khi nào cái duyên của người ta đến á thì họ sẽ đến với mình, chứ sư phụ không quảng cáo. Cho nên quý vị, có nhiều người hiểu lầm tưởng sư phụ đi kéo lôi đệ tử, không có đâu. Hình như người thông minh người ta không có tin, cho nên vì không tin cho nên quý vị mới đến mà đầy rạp như hôm nay, chứ nếu tin thì không ai đến rồi, phải không? Thật ra cái trí óc của con người nó cũng có cái mật độ thông minh, chứ không phải ai muốn gạt ai cũng được. Cho nên sư phụ không có dùng thần thông hoặc là những cái việc làm phi phạm để mà gây ảnh hưởng hoặc là để mà câu cái bằng câu đệ tử. Sư phụ dùng cái sự sáng suốt, dùng những cái lý luận hợp lý để mà cho quý vị nghe hiểu, rồi quý vị tự chấp nhận lấy, nghĩ rằng bà này nói phải, tôi cũng nghĩ y như vậy hồi đó tới giờ mà tôi không biết có đúng hay không. Được chưa? Bây giờ nghe bà nói cái biết liền, đúng y như vậy. Tức là mình tự nhận biết cái sự thông minh của mình, quý vị có hiểu không? Sư phụ chỉ là ấn chứng cái sự hiểu biết của quý vị mà thôi, ấn chứng cái trình độ tâm linh của quý vị nó cao tới mức nào mà thôi, chứ không phải sư phụ dạy dỗ quý vị cái gì hết cả. Tất cả những điều gì sư phụ nói ra quý vị đã biết rồi, cho nên nói ra mới hiểu. Chứ thí dụ như bây giờ sư phụ nói chuyện với con chó nó có hiểu không? Hoặc là nói chuyện với một đứa con nít nó chưa có cái trình độ hiểu biết như quý vị, nó có hiểu không? Cho nên sư phụ dạy nhưng mà không có dạy gì cả, cho nên không cảm thấy mình kiêu hãnh là Phật hoặc là một vị minh sư hay là cái gì gì hết á. Nhưng mà sư phụ hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có trí huệ sáng suốt. Nhưng mà có một người đã thắp lên một ngọn đuốc rồi thì những ngọn đuốc kia nó châm vô là nó cháy luôn, có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà những ngọn đuốc kia nó có cái sự cháy ở trong đó, nó có cái năng lực để mà cháy lên, cũng giống như ngọn đuốc đã cháy rồi, chứ không phải cái ngọn đuốc này nó làm cho ngọn đuốc kia cháy. Quý vị hiểu không? Nhưng mà trong cái ngọn đuốc, cái trong ngọn đuốc mà chưa cháy, nó đã tiềm tàng cái sự cháy, nó đã có sẵn sàng để mà nó cháy lên. Cho nên
có nhiều người đi học với sư phụ rồi cứ nói sư phụ là thầy, nhưng mà sư phụ cũng phải lỡ mà chấp nhận thôi, chứ thật ra đâu có ai thầy ai đâu. Sư phụ chỉ nhắc nhở cho quý vị những điều mà quý vị đã biết trong tâm thức rồi mà quên đi, hoặc là mơ hồ, không có thì giờ để mà ngồi xuống mà kiểm thảo lại, hoặc là ấn chứng những cái gì mình đã biết. Cho nên bây giờ sư phụ đi nói pháp, truyền cho quý vị cái cách mà phải ngồi im lặng để mà nhớ lại những cái gì mình đã biết. Có bấy nhiêu đó thôi. Ngồi thiền là như vậy đó. Còn nếu không, con dạy quý vị cái cách mà ngồi thiền, cái cách để lấy lại những cái trí huệ của mình, những cái sự sáng suốt của mình đã biết đó. Quý vị tối ngày cứ bận rộn những cái thành kiến sai lầm, những cái việc làm kiếm tiền kiếm bạc, bận rộn những cái điều ràng buộc của thế gian, quên mất cái sự sáng suốt của mình, có bấy nhiêu đó thôi, có hiểu không? Thành ra sư phụ là minh sư, nhưng mà không phải là minh sư. Độ chúng sanh, nhưng mà không có độ ai hết. Thành ra sư phụ không bao giờ cho ai lạy sư phụ hay là bái gì làm quá đáng. Còn những cái việc mà hoa quả đây là tại cứ người ta thành tâm, ta muốn chúc mừng sư phụ từ xa đến, cho thấy sư phụ nó vui vẻ. Coi như welcome vậy đó. Vậy thôi. Chứ cái này không phải là sư phụ bắt buộc mà không yêu cầu. Lẽ ra sư phụ không có muốn những cái rườm rà như thế này. Nhưng mà bây giờ không có dạy hết tất cả mọi người được. Biểu người này không mua, người kia mua. Không có quen hết tất cả mọi người đâu mà nói. Với là cái sự tự do của người ta. Thấy chưa? Mình đâu có cấm cản được. Ta có tiền, ta muốn mua gì ta mua. Ta muốn tặng ai, ta tặng vậy. Không? Muốn tặng người đẹp thì tặng, muốn tặng người yêu thì tặng, muốn tặng ông thầy tu thì tặng. Thấy không? Nhiều khi mua đem tặng mấy cái mộ bia ngoài kia thì cũng đâu có sao. Hả? Tặng sư phụ thì cũng như tặng mấy cái mộ bia ngoài. Cái bia đó, bia có viết mấy cái chữ đó, Thomas gì đó đó, rồi đem tặng cái bia đó. Thì giờ sư phụ thôi ngồi đây cũng giống như cái bia mộ vậy đó, rồi ai muốn tặng thì nó tặng. Tại vì đối với cái thế giới này sư phụ đã chết rồi. Thành ra chắc mấy người đem tặng hoa rồi, như tặng mấy nó mộ. Sao không dám cười chứ, cười miếm miếm rồi cắn môi cái làm chi vậy? Cứ muốn cười thì cười, chết chóc gì đâu. Trời ơi, sống lên thế giới sao mà mất tự do tới mức vậy? Qua nước Mỹ rồi chứ không phải ở nhà đâu. Không phải cộng sản đâu mà cười không dám cười, khóc không dám khóc, nói không dám nói. Tại sao cuộc đời mình đau khổ quý vị có biết không? Tại mình tự làm cho mình đau khổ. Cười không dám cười, khóc không dám khóc, thương không dám thương, thương lén rồi cái không để cho người ta biết, rồi mai mốt người ta lấy chồng rồi ngồi đó khóc. Hoặc là mai mốt người ta đi cưới vợ rồi đứng đó nhiều khi tự giận nữa, ngu. Hả? Tại sao không nói? Cái có điều gì xấu đâu. Thí dụ mình thương người nào mình nói người ta thương, chứ người ta không thương thôi, chừng đó mình biết trắng đen rõ rệt mình đi kiếm người khác. Ngu sao ngồi đó tự tử. Cho nên quý vị phải tu là như vậy. Tu không những để đạt được trí huệ của Phật, mà để đối diện với cuộc sống hàng ngày, để mà mình một cách tự do khai mở cái tâm hồn của mình ra, đặng mà cuộc sống mình nó mới tươi vui, nó mới phong phú. Chứ mỗi ngày cứ đi làm về nấu cơm ăn rồi nằm đó ngủ, rồi đúng giờ cứ thức dậy, trời nó mệt quá đi, không có chuyện gì đâu. Phải có người mình đâu phải sinh ra để làm như nô lệ như vậy. Một tháng lãnh có 1,000+ bạc rồi nhốt một ngày 10 tiếng ở trong cái phòng xi men á trong á, mà ngồi vậy mà ngồi được á, mà biểu ngồi thiền 1 ngày 2,5 tiếng đồng hồ rồi đi dạo hết tất cả càng không, không chịu. Vậy rồi làm sao? Rồi cứ than hoài, nói sao cuộc sống khổ quá, cực quá, tối tăm quá, tại mình. Chứ lẽ ra đời sống mình phải huy hoàng, tráng lệ, nguy nga, sung sướng. Thì sư phụ chỉ cho quý vị biết, bắt đầu từ hôm nay, mặc dầu quý vị truyền tâm ấn hay là không truyền tâm ấn, quý vị phải sống một cuộc đời sống hùng, sống mạnh, sống vui, sống vẻ, thấy chưa? Muốn cái gì mà nó không hại cho những người khác, mà cái tình trạng kinh tế hoặc tinh thần của mình có thể được á, thì mình mua, mình làm, hiểu chưa? Chứ đừng có ngồi đó do dự hoài, rồi ngày lụng tháng qua đi, rồi ôm một bầu tâm sự, rồi đau khổ. Cái đó là tại mình, thấy chưa? Còn mình thương yêu người nào thì mình mua một cái bông hồng, mình đem thẳng với người đó, mình nói, tôi
Tôi thương anh hay thương chị hay thương em gì đó, bây giờ anh có thương tôi không? Hoặc là cô có thương tôi không? Không có thì thôi nói, rồi thôi au revoir, tôi đi kiếm người khác. Đời thiếu gì người, hiểu chưa? Quý vị đừng có nghĩ rằng không có người đó quý vị chết, cái đó là ngu, làm chết được. Chết sao được, thế giới thiếu gì mình đi kiếm người khác, nhiều khi còn đẹp hơn người đó, còn hay hơn, còn giỏi hơn. À, tại mình mê mờ một lúc mình tưởng đâu là chỉ có người đó mình mới sống được thôi, không có vậy đâu. Cái này sư phụ thử qua rồi. Tại hồi xưa đó sư phụ có gia đình á, hai người yêu nhau mà. À, sư phụ cũng thương ông xã lắm, cái này nói thiệt đừng cười nha. À, cái lúc mà sư phụ đi sư phụ cũng buồn lắm á, sợ chắc đi rồi nhớ quá chịu không nổi làm sao hả? À, đi đại mình, sư phụ nghĩ rằng bây giờ mình cứ ngồi đó mà bám víu cái tình cảm cá nhân á, rồi cái lý tưởng mình không thể nào thành được. Có cao nhất đi nữa là cũng tối ngày giặt giũ quần áo cho nhau, rồi ôm tay ôm chân với nhau, rồi nói chuyện tâm tình vậy đó, rồi có hai ba đứa con gì đó, rồi cuộc sống cũng hạnh phúc tràn trề vậy đó. Rồi cái như đó, rồi cái mai mốt mỗi người đầu tóc cũng bạc phơ phơ đi, rồi da nhăn nhăn đi, rồi nhìn nhau lặng lẽ, rồi cũng xuống mồ. Anh nói sư phụ nói thôi đi đại đi, coi nó cái đời sống nó có đổi mới gì chứ không, thấy chưa, nó làm thêm một cái gì chứ, sinh ra đâu phải người đàn bà nào sinh ra cũng giống người đàn bà khác đâu, tại sao mình phải làm một người đàn bà tầm thường hả, làm giống như những người khác vậy, thiếu gì người làm rồi, tại sao mình còn xen vô mình xin cái job này nữa. Cũng như cái nhà người ta đã đông ở chật chội rồi, mình còn nhét vô làm cái gì, thấy chưa, biết bao nhiêu người làm vợ làm mẹ rồi, thôi nhường cho họ làm, mình kiếm chuyện khác, thấy chưa. Thì trên đời này nó cũng như vậy, thí dụ quý vị muốn làm cái việc gì đó thì bỏ hết tâm trí, bỏ hết tình cảm của mình vô đâu mà làm, thế nào cũng thành công. Thành công xong mình vui vẻ thỏa mãn, chứ nếu mà cứ dụ dà dụ dự, làm thì không làm, không làm thì cũng không làm, rồi ngồi đó hoài ngày lụng tháng qua, rồi trách mình trách người, rồi khóc lóc, rồi không có được gì hết, lãng phí cả một cuộc đời, tự làm cho mình đau khổ. Thì bắt đầu từ hôm nay quý vị muốn gì quý vị cứ làm đấy, nhưng mà phải coi có hại cho ai không, hiểu chưa, chứ không phải làm những việc gì mình thích rồi hại những người khác, cái đó thì không được. Ý nó là vậy thôi. Khi nào mà mình làm những gì mình thích mà có thương hại cho người khác á, thì lương tâm mình nó sẽ căng rứt, mình làm trái luật thiên nhiên, thì cái lúc đó mình sẽ bị kêu bằng nghiệp chướng thôi. Nghiệp chướng là nó như vậy, nghiệp chướng có nghĩa là mình làm cái sự mà nó không thuận đó, mình làm như mình bỏ cục đá trên đường đi của mình, hoặc mà mình bơi rồi mình ngăn một bức tường chặn không cho mình bơi vậy đó, cho nên nó có vẻ không có thông suốt chứ. Tất cả những sự gì mà quý vị muốn trên thế gian này, quý vị lẽ ra phải có, mà không có phải là tội lỗi gì cả. Thí dụ những người muốn giàu, muốn có vợ đẹp, muốn có con ngoan, những cái việc này không phải là những việc làm tội lỗi. Lẽ ra quý vị phải có như vậy, phải có bà con đông đảo, vui vẻ, đẹp đẽ, phải có nhà lầu xe hơi, phải có đời sống sang trọng. Làm việc không phải nên mệt mỏi nữa mới đúng. Thí dụ như sư phụ đi từ chỗ này qua chỗ kia, lên máy bay, xuống xe hơi, chạy tới nhà này, chạy tới nhà kia, rồi nhiều khi nói chuyện với học trò suốt đêm tới 5-6 giờ sáng mới đi nghỉ. Rồi ngày mai tiếp tục giảng pháp cho tới 3-4-5-6-7 giờ sáng, giờ chiều, rồi truyền pháp tới 7-8 giờ tối, rồi lên máy bay đi qua chỗ khác, bữa sau làm tiếp y như vậy. Ngủ nghe không có bao nhiêu, ăn uống rất là ít. Như vậy đó mà không thấy gì, chưa thấy gì mệt lắm á. Cũng có khi mệt á, thí dụ lạnh á thì nó, bữa hôm kia có em họ của sư phụ gọi điện thoại, nó có nhiều khi thấy chị ho, chị có uống thuốc bổ không? À, sư phụ nó không có uống. Lâu lâu với học trò thấy mệt quá, nó cũng cho uống cái gì đó, có nước gì đó không biết nữa, trong cái ống gì đó hút lên á, chắc thuốc bổ chứ gì đâu. Mà lâu lâu mới uống một lần. Chứ sư khi nào đi truyền pháp, thí dụ như hôm nay 3-4-5 ngày liên tiếp vậy, thấy sư phụ nói cái giọng hơi khan á, nó cho uống thuốc bổ vậy thôi, chứ còn sư phụ hàng mỗi ngày không có uống gì cả. Từ sáng tới giờ ăn chút xíu
chừng nửa chén gì cháo gì đó, có bao nhiêu đó, ngày nào cũng đại khái có bao nhiêu đó, mà làm việc nhiều, ngủ ít, mà không thấy gì cả. Cũng có thấy nhưng mà so với quý vị không có bằng. Quý vị có một job thôi, có một công việc thôi, có hai ba người chồng, không có hai ba đứa con thôi, một người chồng thôi, hay là một người vợ thôi, mà mệt chết luôn á, phải không? Đầu tắt mặt tối, mà làm việc không hết, mà không có thì giờ đi thăm ai, mà không có thì giờ đi nghe pháp, không có thì giờ, kêu bằng không có thì giờ tu á. Vậy mà sư phụ làm sao có thì giờ vừa tu vừa làm việc cho đồng tu, vừa dạy người xuất gia, vừa dạy người tại gia, vừa dạy nước này, vừa dạy nước kia, vừa lo giùm cho người tị nạn nữa, mà vậy vẫn có thì giờ tu như thường, mà khỏe như thường, cũng có vì làm việc ít mà sư phụ vẫn có tiền như thường. À, có tiền nha, ta có tiền nha. Tu mà nghèo ai thèm tu. Phải không? Tu làm ăn mày thì thôi, tu làm gì, phải không? Tiền đâu phải chuyện xấu, mình không cần dùng, nhưng mà mình để mình dùng chuyện khác chứ, dùng trong việc hoằng pháp, dùng trong những việc cứu trợ những người mà người ta thiếu thốn chứ. Nếu mình dùng, mình tham lam, mình dùng hút cần sa ma túy hay làm những cái chuyện gì leo lỏng bậy bạ, lúc đó tiền là thuốc độc. Nhưng mà khi mình dùng trong những việc phải lợi ích cho những người khác, làm cho người ta sung sướng hạnh phúc, cái đó là tiền là thuốc bổ. Tùy theo cách mình dùng mà cái đó là thành thuốc bổ hoặc là thuốc độc. Cũng như những cái chất thuốc mà làm cho người ta say sưa đó, nhiều khi dùng trong y học cứu người, nhưng mà dùng nhiều, dùng một cách tham lam ích kỷ thì nó trở thành thuốc độc hại cho con người. Đại khái nó vậy. Cho nên quý vị thấy tại sao sư phụ làm những việc này mà còn giàu hơn quý vị nữa, tại vì sư phụ làm đúng cách thôi, chứ không có gì khác. Một kiếp người mình sống đâu có bao nhiêu ngày đâu, quý vị nghĩ coi hả? Từ hồi nhỏ tới lớn lên đâu có bao nhiêu thì giờ để mà lo lắng cho mình đâu, quý vị thấy không? Từ nhỏ tới lớn là đi học lu bù rồi chứ, lớn nữa là đi làm lu bù rồi chứ hả? Rồi lớn chút nữa là chết lu bù rồi chứ, bệnh lu bù rồi chứ. Thì quý vị đâu có thấy cái thời giờ mình nó đâu có bao nhiêu đâu, mà lãng phí dữ vậy, uổng quá đi. Làm một ngày 8 tiếng, mười mấy tiếng, nhốt mình ở trong cái phòng á, trong phòng 4 bức tường xi măng ở trong á, như vậy để mà lãnh một ngày mấy chục bạc, mặc dù hay là mấy trăm bạc đi nữa cũng chưa có đủ cái giá trị của mình mà. Nhưng thôi được, quý vị muốn làm vậy thì cũng được đi, nhưng mà phải biết cách làm cho nó đỡ mệt. Làm ít mà được lợi nhiều. Cái trí huệ thông minh vô cùng sáng suốt của mình á, lẽ ra không nên nhấc một cái móng tay lên cũng đủ xài, cũng đủ điều khiển cả càn khôn vũ trụ. Kêu bằng Lão Tử kêu bằng vô vi đó, làm mà không làm đó. Mình phải đạt cái đó, mình phải nhớ lại cái trí óc sáng suốt vô cùng của mình, mình phải dùng nó để mà làm việc, nó mới ích lợi cho mình, ích lợi cho tổ quốc, ích lợi cho thế giới, ích lợi cho càn khôn. Chứ mình dùng cái đầu óc nhỏ xíu, cái computer nhỏ của mình đây, tối ngày mình làm hoài, mình có làm tới chết đi sống lại 100.000 triệu ức năm đi nữa, thế giới cũng không có đủ xài vào đâu hết. Bằng chứng là quý vị thấy tất cả mọi người trên thế giới hiện nay đều làm việc quần quật từ sáng tới tối, ít nhất là 8 tiếng cho tới 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ của người làm 16, 18 tiếng một ngày, 2, 3, 4 cái công việc làm mà cũng không đủ xài. Rồi thế giới cũng không đi về đâu cả, nó văn minh chút chút vậy thôi. Càng văn minh càng bận rộn, càng văn minh càng cái trình độ tâm linh nó càng sa sút, hiếu đạo cũng giảm bớt, vợ chồng con cái đời sống hạnh phúc nó cũng gì kêu bằng gì lạnh ngắt chưa. Nhưng mà sư phụ biết làm đúng cách. Bây giờ quý vị muốn làm đúng cách như vậy thì chỉ theo sư phụ cái đường thôi, theo con đường sư phụ chỉ dạy, cái plan đó, cái kế hoạch sư phụ đưa ra thôi, làm việc rồi nó nhẹ quá. Cho nên tại sao mà quý vị thấy đệ tử sư phụ chạy theo sư phụ quá trời rầm rầm vậy? Tại sư phụ nói gì có nấy, làm gì đúng nấy. Họ biết sư phụ nói 100% sự thật. Chứ những người ta là cũng bác sĩ, kỹ sư, những người trí thức, đâu phải sư phụ dụ dỗ con nít, vị thành niên đâu.
có nhiều bà già đầu tóc bạc phơ nữa, ta đâu có sẵn ở trong á. Anh sao dụ dỗ mấy bà được? Mấy bà dụ dỗ sư phụ ấy chứ. Đi đâu cũng bắt sư phụ kè kè theo hoài. Mà rất không rời á. Nhiều khi sư phụ cũng mệt lắm chứ. Quý vị có thể tưởng tượng không? Một người một mình thôi mà chăm sóc bao nhiêu ngàn người. Đi đâu cũng có người đòi, người kéo, người lôi như vậy. Những người minh tinh đó, họ cũng nổi tiếng, họ cũng có người ái mộ, nhưng mà họ hát xong họ giọt mất. Họ sợ, họ biết rồi, hiểu chưa? Con sư phụ phải ở lại, hát xong còn phải ở lại nắm tay nắm chân. Còn phải tâm tình rồi nữa, 3, 4, 5, 6, 7 giờ sáng. Làm sao làm nổi? Có ai không sợ không? Sợ nhưng mà làm, tại vì có tinh thần vị tha. Khi mình có cái tinh thần vị tha rộng lớn á, thì cái trí huệ của mình, cái lực lượng của mình tự nhiên nó cũng nở rộng ra. Quý vị đừng nghĩ rằng mình là một người nhỏ bé, cái trí huệ của mình nó có giới hạn, cái lực lượng của mình nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Không có, không có, không có. Cái trí huệ của quý vị á, không thể nào đo lường được. Cái lực lượng của quý vị không thể nào ngần mé được. Tại quý vị không biết mà thôi. Quý vị cứ nghĩ rằng tôi chỉ làm việc được ngày 8 tiếng thôi, tôi chỉ biết cái công thức này thôi, tôi chỉ làm được tiếng điện não mà thôi, tôi không làm được những chuyện khác. Không, 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 không. Quý vị cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà quý vị không biết mà thôi. Bận quá đi, rộn quá đi, tối ngày cứ lo làm tiền, cứ làm một cái chuyện mà mình biết có bấy nhiêu đó thôi, rồi cứ khư khư giữ đó hoài, cho nên không biết những cái khía cạnh khác của mình. 24 tiếng đồng hồ quý vị bỏ ra hết vì một cái khớp cạnh của đời sống mà thôi, vì một cái công việc làm nhàm chán mỗi ngày mà thôi. Uổng quá đi, không có bỏ ra một chút thời giờ nào để mà biết thêm những cái môi trường rộng lớn của mình ở những nơi khác nữa. Cho nên quý vị không biết cái sự khác biệt giữa một người khai ngộ thành Phật và một người phàm phu nó có bấy nhiêu đó thôi. Hiểu không? Bây giờ quý vị làm một ngày rất là nhiều thì giờ, làm thì cũng có tiền đó, nhưng mà xài cũng hết trơn à, phải không? Tại ăn nhiều quá, mặc xe xua nhiều quá, rồi nó cũng hết. Còn sư phụ làm tiền rất nhiều mà sư phụ tiêu rất ít. Một ngày ăn nửa chén cháo, hai ba cuốn chả giò vậy đó, đủ sống. Rất là rẻ tiền. Quần áo tự cắt may lấy, gói đồ tôi đẹp không? Đẹp mà đâu có bao nhiêu tiền. Tại mình tự mình design. Còn quý vị mặc đồ vậy mắc tiền thế mà đâu đẹp bằng sư phụ đâu. Nói giỡn, đừng tưởng nha, đừng tưởng thiệt nha. Tại không ai khen, tự khen lấy cho vui. Thì đại khái mình biết cách làm việc á, thì cái gì nó cũng thuận tiện. Làm ít thôi mà nó kết quả nó nhiều. Thí dụ quý vị nghĩ rằng một người tầm thường, một người thường thôi, làm việc như sư phụ họ làm nổi không? Hả? Vừa kiếm tiền, vừa dạy dỗ cho người xuất gia, vừa truyền tâm ấn, vừa đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới. Như vậy mà sư phụ làm không thấy gì mà mệt lắm. Tại sao? Tại không dùng sức phàm phu, mà dùng trí huệ, lực lượng sẵn có trong càn khôn vũ trụ, cái mình kêu bằng cái Phật tánh á, hoặc là cái thiên quốc đó, dùng cái đó thì mình dùng bao giờ cũng không hết, mình làm cái gì cũng không mệt hết. Không chỉ nói vấn đề tị nạn hay là cộng tu, truyền tâm ấn, xuất gia, tại gia, đưa cho sư phụ 100.000 vị khác, sư phụ cũng làm rấp rấp hết. Cái nhiêu ăn nhầm gì? À, tại vì không ai yêu cầu, không có chuyện gì nữa để làm. À, chính trị thì có tổng thống, có parliament, có quốc hội rồi hết rồi. Chưa? À, rồi đánh lộn thì có mấy ông đại tướng đi ra rồi, đánh giặc rồi. Rồi bắt mấy người mà làm sai bậy thì có cảnh sát rồi. Vậy học trò vậy con nít thì có mấy người giáo sư rồi. Thế sư phụ khỏe nhá, khỏi làm chứ. Thật ra nếu những người nào mà theo học pháp Quán Âm á, thì trí huệ tự nhiên nó ra hết, tự nhiên nó có hết. Cũng như sư phụ hồi xưa giờ đâu có học vẽ bao giờ đâu, mà vẽ đẹp quá trời. Người ta khen cái này sư phụ không biết đẹp thiệt không. Sư phụ thì thấy đẹp thiệt, nhưng mà không phải tự khen mình. Nhưng mà chắc cũng đẹp chứ. À, chắc cũng đẹp. Không đẹp sao người ta trả giá mấy chục ngàn đô la hoặc 100 mấy chục ngàn đô la cho một tấm tranh. Chưa?
Chắc cũng phải hợp ý chứ, ngu sao mà bỏ 100.000 đô la ra mua một tấm tranh của sư phụ. Trên thế giới thiếu gì người vẽ à? Họa sĩ thường thường nghèo lắm, ở này họa sĩ đặc biệt. Thành ra cái thời buổi này nó khác, thấy chưa? Mình không nên nghĩ rằng cái thời buổi này nó tiến bộ bằng mình. Mình không nên nghĩ rằng tu hành là phải cực khổ, phải khổ hạnh, phải ép xác, phải ăn không đủ, ngủ không ngon, rồi phải cực khổ ốm yếu như vậy mới thành Phật được. Phật nào mà tàn nhẫn như vậy? Chúa nào mà ác tâm như vậy, đày đọa con người để mà cho họ lên giống như mình, phải không? Chúa thì phải từ bi hỷ xả, Phật thì phải bao la vô lượng chứ, phải không? Giúp người ta không hết, sao đầy đọa anh ta? Chứ ta đã cực khổ trong đời sống, mỗi ngày lăn lộn, lên thiên đàng xuống địa ngục, làm ma, làm quỷ, làm người đã lâu rồi, người ta đã mệt mỏi, người ta đói khát, người ta đã kiệt sức rồi, người ta mới tới lạy lục văn sinh với mình cho một cái món thuốc để cứu độ người ta, rồi mình ở đó mình phạt người ta nữa, làm cho cực khổ, ăn không đủ, ngủ không ngon, quần áo rách rưới, làm gì thất bại cái nấy. Như vậy là Phật gì hả? Như vậy là Chúa gì? Quý vị có hiểu không? Cho nên quý vị đừng hỏi tại sao sư phụ có tiền nhiều hoặc là phải đi làm có tiền. Sư phụ phải chứng minh rằng tu hành là một sự quang minh chính đại, là một việc làm rất có lợi ích cho thiên đàng và địa ngục, cho thế gian, cho những sự vô hình và những sự hữu hình, tất cả đều lợi ích mới được. Chứ giờ bắt quý vị đói bụng, quý vị ngồi thiền có nổi không? Ngồi nổi nhưng mà ngồi cứ nghĩ tới bánh bao, bánh mì, gạo tám thơm, phải không? Làm sao mà chuyên tâm mà nghĩ thiên đàng được? Cho nên người Việt Nam mình khôn lắm, có nói rằng có thực mới vực được đạo, thấy chưa? À, ai thì cũng nói vậy hết, mà rồi tu rồi bắt người ta ép xác. À, cái thời buổi này mà bắt người ta ăn ngày bữa thôi, rồi bận rồi rách rưới, rồi đi mang... đi chân không có giày, rồi đi lang thang qua nhà này qua nhà kia, ăn mày như vậy, người ta đâu có chịu được. Cái thời buổi này nó khác. Mà sư phụ nghĩ rằng bất cứ cái thời buổi nào nó cũng khác, nó cũng phải tu hành á. Nếu nghĩ rằng tu hành là một sự cao thượng nhất trên cõi đời này, thì ít ra phải làm cho con người tu đó có một sự tiến bộ toàn diện, từ thể xác lẫn tinh thần, từ lời nói đến việc làm, từ phương diện tâm linh cho tới phương diện vật chất đời sống hàng ngày. Chứ nếu mà một con người tu hành đó tu xong rồi, cái địa vị càng ngày càng thấp kém, hiểu chưa? Cái đời sống vật chất càng ngày càng lụng bại, rồi phải đi ăn bám xã hội, làm cho xã hội càng gánh nặng thêm lên, thì làm sao mình nói cho người ta nghe được? Làm sao mình chứng minh rằng cái giáo lý của mình là đúng được, là lợi ích cho quần sanh được? Chính mình nuôi không nổi, còn cứu ai? Chính cái đời sống của mình không huy hoàng rực rỡ lên, làm sao mình hứa hẹn một tương lai sáng suốt cho người nào theo mình mà tu hành theo đạo lý của mình được? Quý vị có nghĩ phải không? Thí dụ như đời bây giờ, bao nhiêu người đói ở bên Phi Châu, rồi thế giới thiếu thốn nhiều phương diện. Rồi bây giờ những người tu hành, thí dụ theo sư phụ đi ha, sư phụ dẫn đầu, bây giờ có bao nhiêu vạn người theo sư phụ đó, tất cả những người này đều bỏ đời đi tu hết, rồi cầm bình bát đi ra ngoài kia ăn mày hết, có phải thế giới càng khổ thêm không? Đã đi phải cứu vớt những người Phi Châu rồi, rồi bây giờ nuôi thêm mấy vạn người đồ đệ của sư phụ nữa, quý vị nghĩ có thực tế không? Hả? Có không? Ờ, vậy biết rồi, phải không? Cho nên sư phụ khuyến khích quý vị rằng đời sống mình không phải là để chịu cực chịu khổ, nhưng mà mình không biết cách làm cho mình sung sướng mà thôi. Đời sống của con người xứng đáng là một con người phải có sự sung sướng, phải có sự hạnh phúc, phải có sự mãn nguyện, cầu gì được nấy.
Tại mình không biết đó thôi. Rồi mình tưởng rằng cầu những cái việc đó hay là đời sống mãn nguyện là một sự tội lỗi, tu hành không được. Đâu có. Đâu có vậy. Cái đó là một sự hiểu lầm vô cùng sai, sai lạc. Có những người tu hành không ra gì, tu vậy cứ ép sát như vậy, rồi bắt những người khác đi theo. Tại họ không hiểu được những cái chân lý cao hơn một chút. Ép sát có nghĩa là mình tu hành rồi tự nhiên tinh thần mình giản dị, mình không đòi hỏi nữa. Tự nhiên vật chất nó đầy đủ, cái mình không đòi hỏi nữa. Hiểu chưa? Đại khái nó như vậy cho nên mình mới mãn túc được. Chứ còn nếu bao lâu mà mình còn thiếu thốn một cái gì đó, tự nhiên tinh thần mình nó bức rứt, thế nào nó cũng có đòi hỏi, mà đòi bao nhiêu cũng không đủ hết. Thí dụ vậy, ở bên California 5 năm rồi không có mưa phải không? À, bữa trước sư phụ đi coi miếng đất mới đó, thấy cằn cỗi quá, cây cỏ gì đâu chết hết trơn, không có hoa cái gì. Mà sư phụ thích hoa, thích lá, thích xanh xanh. Rồi dồn xuống mấy cái reservoir, mấy cái hồ mà đựng nước á, cạn hết trơn, cạn tới đấy rồi, còn thấy chút xíu nước vậy thôi, dưới cái đấy thôi. Khi cái ông mà bán đất cho sư phụ đó, ông agency đó nè, không phải ông bán đất, cái người mà làm mối đó bán đất đó nha, ông nói thôi cô làm mưa đi chứ, cây cối chết hết trơn à, nhiều người thất nghiệp, cô làm mưa đi. Sư phụ cười nói ta đâu phải thần mưa, biểu làm mưa. Nhưng mà ông nói cô làm được mà, làm được mà. Thế nào cô cũng làm, không thấy ông kèo này hoài cả một buổi sáng vậy đó, mà không biết ai nói ông cái gì đâu á. Sư phụ cười cười, sư phụ nói thôi để ta đi kiếm mấy ông thần mưa thương lượng coi làm sao. Tại vì chắc mấy ông đi uống rượu bồ đào của Tây Vương Mẫu ở đâu đó, rồi say sưa 2-3 ngày trốn đâu ngủ rồi chứ gì. Ở trên đó mà ngủ 2-3 ngày là ở dưới này 5-6 năm á. Thôi sư phụ là giỡn giỡn nó thôi, để coi coi mấy ông trốn ngủ đâu. À, cái hắn tin thiệt á, hắn tin thiệt, hắn về nhà hắn đợi á, đợi mưa á. Đợi rồi cái mưa xong rồi chạy tới cảm ơn sư phụ quá trời, tưởng đâu sư phụ làm mưa thiệt á. Ừ. Rồi, mưa rồi thì ông nói làm gì. Sư phụ chạy tới đi, cái lúc này trở về đi một vòng rồi đó, trở về San Jose lại cái chỗ mà ông bán đất cho sư phụ đó. Cái ông gặp sư phụ mừng quá, ông nói à, cảm ơn sư phụ ngàn vạn lần nha, mưa đủ, mưa nhiều quá, mưa một tuần mà bằng cả mấy tháng nha trời. Mấy chục, mười mấy năm nay không có bao giờ mưa lớn như vậy hết, mà mưa vậy đầy hồ hết trơn rồi. Ông dẫn sư phụ đi coi mấy cái hồ đầy hết rồi. Sư phụ nói à vậy thôi, mừng cho ông ha. À, chắc mấy ông thần mưa ông tỉnh rồi đó, ông đi làm việc của ông rồi đó. Hồi trước không có trách nhiệm, không có chịu trách nhiệm, bây giờ mưa rồi. Cái ông nói thôi cô làm mưa thêm đi. Sư phụ nó đủ xài rồi còn thêm cái gì nữa, bấy nhiêu đó là trời ơi nhiều lắm rồi. Mà ông nên nhớ rằng không phải chỉ mấy cái hồ này đầy thôi, mà tất cả California lan qua những cái vùng sa mạc khác như Arizona này kia cũng có mưa hết. Cái số lượng nước bao nhiêu ông biết không, từ bốn hải mà tứ hải mà đem về đó, thổi gió đồ mạnh lắm nó mới đem một số lượng nước lớn như vậy được trong vòng 3-4 ngày. Mấy giờ ông còn đòi thêm làm cái gì, bấy nhiêu là xài cả năm á, xài cả năm chưa hết á. Ông nói thêm đi mà, lâu quá không có thấy nước, bây giờ bao nhiêu cũng không đủ. Quý vị có hiểu không? Nếu mà thường thường ở California ngày nào cũng mưa, hoặc là năm nào nó cũng kêu bằng phong điều vũ thuận đó, mưa gió thuận hòa đó, thì ông này ông đâu có thèm khát tới mức vậy. Hồ đã đầy hết rồi mà còn muốn mưa thêm nữa. Ông nói càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ông cứ niệm cái câu đó hoài như niệm chú. Ông đi gần bên sư phụ mà ông có hỏi thăm sư phụ sức khỏe làm sao, hoằng pháp thành công rồi, không, cứ niệm cái câu đó hoài, mưa thêm đi, thêm nhiều càng tốt. Tại sao? Khát vọng quá rồi. 5-6 năm không có mưa một giọt nào, cây cỏ chết hết. Bây giờ quý vị đi đất mấy cái đồi thấy nó xanh đẹp không? Tại vì không đủ mình nên mới khát vọng. Còn những cái xứ mưa nhiều họ đâu có bao giờ đi kè kè theo ai mà năn nỉ như vậy bao giờ đâu. Không bao giờ tin ai làm mưa làm gió đâu, chưa? À, thì đại khái nó như vậy. Cái đời sống của mình á, tại sao mình có tham lam, có giận ghét, có si mê? Tại bởi vì mình không đủ, mình khát vọng. Là bởi vì mình từ cái nơi rực rỡ huy hoàng thế giới mà xuống cái cõi này thiếu thốn quá đi, cho nên mình mới đòi hỏi cái này cái kia. Chứ không phải con người tham lam, không phải sân si giận ghét. Tham mà không đủ cho nên mới giận, sinh ra bực bội trong mình. Bực bội thì nó che mờ thêm những cái sự sáng suốt, cho nên nó biến thành si mê. Quý vị thấy không?
Cho nên vô minh á, tức là không hiểu cái nguồn gốc của sự làm việc, không hiểu cái sự sáng suốt của mình là cái nguồn tội duy nhất mà thôi. Rồi từ đó nó sinh ra đủ thứ tham, sân, si, giận, ghét, thù, hận, tranh giành lẫn nhau, chiến tranh, hoặc là chiếm đất chiếm đai của người khác. Tất cả đều vì vô minh mà ra. Cho nên bây giờ đừng khỏi cần đi đánh giặc, khỏi cần đánh cộng sản, khỏi cần tranh nhau bàn luận cái chi. Tất cả mọi người tu phép Quán Âm là thế giới hòa bình ngay cái rụt. Nhưng mà sư phụ cũng phải có lòng nhẫn nại. Bởi vì nói thì nó rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng sanh u minh đã lâu rồi, vô minh đã lâu rồi, nói rõ ràng như vậy, sư phụ hiểu rõ ràng rành mạch mà họ không hiểu. Nó khổ như vậy. Nhưng mà có một số người tu á còn hơn không. Cũng như có nhiều, có một ít ngọn đèn còn hơn không có đèn. Thì quý vị muốn ít nước lợi dân, quý vị muốn báo hiếu cho cha mẹ, quý vị muốn tỏ rằng một người yêu nước và một người có lòng từ bi bác ái, sư phụ mời quý vị tìm lại cái trí huệ của mình. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cái phép Quán Âm giúp cho mình tìm lại cái sự sáng suốt của mình, tìm được những cái bản năng tiềm tàng của mình, mình lấy ra mình xài không hết. Bữa hôm trước có người đệ tử hỏi sư phụ, sư phụ không có học họa bao giờ mà sao hay quá vậy, có học với ai không, có nghe nói là bao giờ? Sư phụ nói đâu có, hồi xưa tới giờ đọc một cuốn sách hội họa cũng chưa đọc tới nữa. Sau này sư phụ họa rồi, sư phụ đệ tử nó mua đem về cho sư phụ đọc, mà sư phụ cũng không dám đọc nhiều, sợ ảnh hưởng mình. Sư phụ muốn họa tự mình họa ra chứ không có muốn bị ảnh hưởng của Van Gogh hay là của những người mà họa gia nổi tiếng, hoặc là những người kia bằng thầy họa đó. Sư phụ không thích, tự ta biết rồi cần phải học, được chưa? Nó mua để cả sóc gì mà sư phụ cứ lật chút hai ba trang là sư phụ không dám coi nè, không dám coi những cái lời chỉ dẫn trong đó. Tại vì những lời họ chỉ dẫn nhiều khi nó không có hợp với ý của sư phụ, chứ họa là phải tự nhiên, phải tự phát xuất từ linh cảm của mình, chứ không phải có người nào dạy. Nhiều khi học cả 4-5 năm mà không có họa được gì chân, cái nào ra hồn, thấy chưa? Rồi sư phụ mới nói với người đó rằng sư phụ đâu có học gì đâu mà đâu có đọc sách, đời đời kiếp kiếp mình học biết bao nhiêu nghề rồi, bây giờ cần cái gì móc ra xài chứ ở đó mà còn học nữa, ngu quá chứ. Quý vị không có cái gì làm không được, tại quý vị không biết cái chỗ mà moi ra xài mà thôi. Thành ra bây giờ quý vị cứ muốn dùng những cái bản năng bất khả tư nghị của quý vị, chỉ có một con đường duy nhất là tu phép Quán Âm. Sư phụ đã thí nghiệm ra rồi, đã thử rồi, đã dùng bản thân mình, thì giờ của mình, tuổi trẻ của mình, tâm huyết của mình, tiền bạc của mình, thời giờ của mình đem ra mà thí nghiệm, mà đánh một ván bài này, sư phụ đã thắng. Sư phụ muốn chia sẻ cho quý vị cái niềm vui đó. Vậy thôi. Quý vị đừng nghĩ rằng sư phụ muốn câu quý vị làm đồ đệ để làm cái gì cho sư phụ, không phải vậy. Mình là người ở thế giới này, mình là một công dân trong thế giới, trong vũ trụ. Mình khám phá ra được cái gì cũng như một nhà khoa học khám phá ra, phát minh ra một cái công cụ mới, phải để cho tất cả mọi người cùng hưởng. Có bấy nhiêu đó thôi. Chứ đừng có đứng đó mà chửi bới sư phụ, phỉ báng sư phụ làm cái gì. Cái lòng người ta tốt, người ta cúng dường cho mình những cái điều người ta khám phá ra, mình không chịu thì thôi, mình không nhận thôi, chứ có gì đâu mà đứng mà chửi hoài vậy, làm mất mặt của chính mình, rồi mất mặt cho những người tị nạn Việt Nam chứ. Mình muốn chửi thì đến trước mặt chửi. Người quân tử không có làm việc nặc danh, không có làm việc trong bóng tối. Vậy người ta, người có trí thức, người ta biết liền mình là crazy vậy chứ. Bữa nay sư phụ chưa đến Hoằng Pháp mà có hai ba người đó viết thơ khủng bố, nói sư phụ đến sẽ giết liền này kia nọ. Đâu mấy người đó đâu ra đây, nói coi mặt coi, tôi có tội gì thì kể ra rồi giết liền, nếu có tội thì giết liền tại chỗ, sư phụ đâu có lưu luyến cõi đời này đâu, nó sống thêm nên làm việc mệt thêm chứ có làm gì đâu hả. Đâu có người nào ngồi đó đây đâu,
ra hạch tội đi rồi làm liền tại trước công chúng. Sư phụ sẽ viết một cái tờ để lại, nói tôi có tội, tôi tự nguyện tôi chết, đặng quý vị bắn quý vị khỏi có bị mang tội. Chứ mà quý vị bắn lén vậy cảnh sát nó chụp, quý vị còn mang tội nữa, nghe chưa? Muốn bắn thì tới trước mặt sư phụ viết cái di chúc đàng hoàng, đặng quý vị đi về khỏi có bị cảnh sát chụp, có không? Có đây không? Không có hả? À, không có thôi. Bây giờ quý vị muốn á, mà có đời sống vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, phong phú thêm lên thì phải tu hành thôi. Phải tự mình tìm cái sáng suốt của mình, cái năng lực của mình, chứ không có ông Phật nào độ cho mình được cả, mà không có ông trời nào cứu mình được hết. Nếu cứu được mình họ đã cứu lâu rồi. Tại sao? Tại sao trời Phật cũng không cứu nổi mình, quý vị có hiểu không? Hả? À? Tại vì con người là một chúng sanh cao quý nhất trong vũ trụ. Chúng sanh không muốn trời đến là trời cũng không dám đến nữa. Chúng sanh không cầu là Phật cũng không có độ được nữa. Quý vị có hiểu không? Quý vị rất là cao quý, rất là to lớn vĩ đại, trời Phật cũng chịu thua. Nếu quý vị không cho phép á, không có ông Phật nào độ quý vị được hết á, thấy không? Con người á có một cái trí huệ vô cùng rộng lớn, có một cái niềm, cái ý chí vô cùng mãnh liệt á, mà không ai á, ma quỷ bục thần không có thể xâm phạm được, chỉ trừ khi nào mình không nhận biết cái sự vĩ đại của mình để cho mềm yếu đi, mình tin tưởng những điều dị đoan mê tín, mình nghĩ rằng ma quỷ nó hơn mình, lúc đó nó mới có quyền xâm phạm mình mà thôi, tại mình cho phép nó, mình nói rằng nó hơn mình ok, hiểu chưa? Chứ nếu mình không cho phép mà nói tôi không chấp nhận, cứ nói trong tâm mình tôi không chấp nhận, tôi là một người cao quý nhất, tôi có Phật tánh, Phật tánh là cao quý nhất trong vũ trụ này, thì không có ma quỷ nào mà xâm phạm quý vị được. Phật mà còn xâm không được huống chi là ma. Cho nên những cái điều gì đau khổ của quý vị, những cái tẩu hỏa nhập ma của quý vị, những cái tư tưởng bậy bạ của quý vị, những cái sự đau khổ của quý vị, những sự trầm luân của quý vị đều là tự quý vị làm ra mà thôi, không có trách ai hết trơn á. Đừng ngồi đó mà nói ông trời bất công, Phật không có từ bi. Mình tự mình bất công, mình tự mình không từ bi với chính mình, tại mình không hiểu mình là ai. Cho nên bây giờ sư phụ chỉ mời quý vị đến để mà hiểu mình là ai thôi, nếu mà quý vị muốn. Dài ba cái miếng thịt ở trong tô phở đó bỏ đi thay vào dài ba miếng tàu hũ, chứ có gì đâu mà khó khăn. Ăn chi xương máu của chúng sanh rồi mai mốt nợ vay nợ máu phải trả bằng máu, cái này ai cũng biết, ân oán giang hồ chưa. Mình không muốn người ta cắt thịt lóc da mình, tại sao mình cắt da lóc thịt của người ta chưa, mà mình biết rằng nó đau khổ chứ không phải mình không biết. Thí dụ như quý vị không biết rằng những con vật nó đau khổ thì sư phụ cho rằng được đi, biết chưa, biết không? Ờ à, sao bên này biết bên kia không biết, biết không? Chứ bên này làm thế ngoài vậy. Sau này á, mỗi ngày quý vị ngồi thiền, sau khi truyền tâm ấn xong rồi thì quý vị ngồi thiền để tâm hồn mình nó lắng dịu xuống, quên hết những cái thành kiến, những cái bài học mình đã học của thế gian đó, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rằng mình làm được những việc phi thường. Quý vị đừng có nghĩ rằng sư phụ cứu với quý vị cái gì đâu, quý vị tự cứu quý vị đó. Ví dụ quý vị gặp tai nạn hay gặp những cái chuyện gì, rồi quý vị nói sư phụ ơi cứu con, hay là cứu tôi, hay là cứu ta gì đó, rồi quý vị được cứu hả? Quý vị nghĩ rằng sư phụ chạy tới đó cứu quý vị sao? Quý vị cứu quý vị đó, quý vị kêu cái trí huệ sáng suốt vô cùng của quý vị nó vậy đó. Nhưng mà bởi vì sư phụ lúc này có cái gì đó, câu thông hả, có cái liên lạc với cái trí huệ rộng lớn của quý vị đó, cho nên quý vị nhìn sư phụ, quý vị cầu sư phụ, nó động tới cái trí huệ sáng suốt của quý vị liền.
Bởi vì quý vị ở trong cái thế giới này là cái thế giới vật chất. Nếu không có một cái cầu vật chất nó nối từ cái trí huệ vô cùng rộng lớn với cái thế giới vật chất này, thâu qua cái cầu vật chất này, cái bản thân này, thì quý vị không được mà thôi. Cho nên phải cần một người bằng da, bằng thịt, kêu bằng Phật sống đó. À, nhưng mà chứ không phải là sư phụ một mình mà làm hết những chuyện này, quý vị hiểu không? Tất cả chúng ta đều làm chung với nhau, tại vì vạn vật đồng nhất thể. Cho nên khi mà quý vị kêu cứu đến sư phụ là quý vị tự kêu cái trí huệ của mình, tự kêu cái ông Phật của mình ra làm việc cho mình, chứ không phải kêu những cái bằng tay bằng chân của mình, hoặc là kêu những cái định kiến mà mình đã học từ thế gian này ra mà làm việc cho mình. Cho nên nó linh cảm liền tại chỗ, cho nên nó vô cùng huyền diệu, nó bất khả tư nghị. Bởi vì cái trí huệ này bất khả tư nghị, vô cùng huyền diệu. Sư phụ bây giờ đứng, thí dụ sư phụ đứng một chân này, hoặc là chống tay xuống đất á, đứng đầu mà đứng xuống đất á, 1.000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 .
nhầm gì, cũng không đủ lời mà tán thán. Quý vị nên hiểu như vậy đó. Cái sự cái sự mà cái gì disappoint, I say frustration là gì hả? Hả? Thất vọng hả? À, bất mãn, đúng rồi. Cái sự không mãn ý của sư phụ khi mà phải diễn tả cái trí huệ của quý vị đó, nó như vậy đó. Nói bao nhiêu cũng không đủ hết. Nhiều khi lên đài rồi không biết nói cái gì để cho quý vị hiểu là có cái chuyện đó, có cái trí huệ vô cùng rộng lớn đó. Cái đó mình kêu là Phật, Bồ Tát, hoặc là Thiên Đàng, hoặc là Thượng Đế đó. Cái đó nó có ở trong quý vị á, bất cứ lúc nào quý vị cũng lấy ra xài được, chỉ cần biết cách mà thôi. Cái cách đó sư phụ sẽ chỉ cho quý vị khi mà truyền tâm ấn, chỉ không phải bằng lời nói mà bằng trong sự vô hình. Bởi vì cái trí huệ của mình không phải là vật chất, cho nên khỏi dùng lời nói vật chất hoặc là hành động vật chất để mà chỉ dạy, mà dùng cái trí huệ chỉ dạy cho cái trí huệ đó mà thôi. Cho nên lúc truyền tâm ấn sư phụ không có nói chuyện, không có nói năng gì hết. Hai người ngồi im một đống. Sư phụ ngồi ở đây thì cũng được, cũng ngồi im, mà ngồi ở nhà thì sư phụ cũng chẳng nói gì cho quý vị biết. Sư phụ có thể ngồi im hoặc là không ngồi im, nhưng mà quý vị cứ ngồi im thôi, sư phụ không có nói năng gì hết. Sư phụ nói cũng được mà không nói cũng được, quý vị cũng được truyền tâm ấn như thường, hiểu chưa? Nhưng mà thí dụ sư phụ nói ra thì quý vị ngồi đó nghe đi, nghe rồi cái tâm nó động tới lỗ tai nó mất, thành ra quý vị không thể chuyên tâm được mà nhận được tâm ấn. Cho nên cái lúc truyền tâm ấn sư phụ không có nói chuyện, bấy nhiêu đó thôi. Ok, ở giờ nói nhiều quá rồi hả, mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt. Nếu quý vị nghĩ rằng đời sống này rất cực khổ, thế giới này là địa ngục, thì hãy biến nó thành thiên đàng rất là nhanh. Nếu mình nghĩ rằng mình không thể biến toàn thế giới thành thiên đàng được, ít ra mình cũng phải biến cái thế giới chung quanh của mình, nhà của mình, cái thế giới mà nó quan hệ tới mình thành thiên đàng, đặng cho mình đỡ khổ, đặng cho mình biết rằng đời sống con người nó có giá trị vô cùng, chứ không phải chỉ sanh ra đi học, đi làm, lù bù cả ngày, rồi nuôi con, nuôi cái, như là cổng con, cổng vợ, cổng chồng, như là mấy cái người mà cổng ách, cổng gông vậy đó. Rồi chết đi mệt mỏi, thân xác rã rời, tinh thần lụng bại. Như vậy không phải là một con người đúng nghĩa là một con người của nó. Một con người đúng nghĩa là một con người là phải như một vị Phật sống như vậy mới được. Quý vị đều là Phật sống, tại sao quý vị không biết? Quý vị đối với sư phụ không có gì khác cả. Tất cả những gì sư phụ làm được, quý vị đều làm được hết. Nếu mà quý vị đi tu theo phép của sư phụ, nó như một cái khoa học vậy đó. Người nào học rồi cũng đậu hết á. Không đậu ít, không đậu ưu thì đậu bình, hiểu chưa? Không đậu bình thì đậu bình thứ. Không đậu bình thứ nữa chứ cũng đậu thứ. Còn hơn là những người không học, hoặc là không đậu đi nữa, không đậu thứ đi nữa, cũng có kiến thức hơn là những người không học đó. Quý vị có hiểu không?
Thôi sư phụ kính mời vậy đó, ở năn nỉ đó. À. Hồi xưa thì nghe nói đi tìm đạo thì phải qua sông qua biển, phải năn nỉ ông thầy, phải làm việc cho ông 3-4 năm trời cực khổ ông mới truyền cho. Nhiều khi ông còn coi mình nữa, có xứng đáng không ông mới truyền. Thôi bây giờ sư phụ năn nỉ đó, năn nỉ đó, học không? Thôi học giùm đi, học giùm đi cho đời bớt khổ, chứ đừng nói chi thành Phật rồi nữa cho nó cao. Thôi có, bây giờ có thét mét vậy thì thì viết thơ lên hỏi sư phụ, có gì bất mãn cũng viết lên, nhưng mà nên viết cho nó đúng đắn, cho nó có phong độ quân tử của một người Việt Nam hoặc là một con người, chứ đừng viết lăng nhăng lụi cụi. Người ta thì chủ nhật người ta không có thì giờ mà rảnh mà đến đây nghe quý vị nói bậy nói càng, hiểu chưa? Cả mấy ngàn người không phải đến đây để nghe quý vị đứng đó bằng biểu diễn máu anh hùng rơm của quý vị, hoặc là nói những chuyện sằng bậy không có liên quan gì với vấn đề tu hành và đạo pháp, quý vị hiểu không? Rồi còn người nào muốn chửi sư phụ lát gặp riêng vô trong kia chửi cũng được, không sao, không có là mất thì giờ đại chúng chứ. Có câu hỏi nào chưa? Thưa có sư phụ. Yeah. Có một số câu hỏi bằng tiếng Anh thì chúng tôi sẽ đọc bằng tiếng Anh trước, sau đó dịch bằng tiếng Việt và cung thỉnh sư phụ trả lời. Cái câu hỏi nó như thế này nè. Cái lúc mà sư phụ biết rằng sư phụ là một vị Phật sống, là ý đại khái như vậy, là người chọn lựa, là cái bằng người người mà truyền cái tin của thiên thượng đế xuống đây đó, là ý nó là Phật sống đó nè, cho nó dễ hiểu nha. Lúc mấy tuổi quý vị biết sư phụ biết rằng sư phụ được chọn làm một người Phật sống á, à, Phật sống á, sư phụ nói rằng sư phụ được chọn đời đời kiếp kiếp lâu quá là quên rồi. À, quên không biết lúc nào. Tại bây giờ sư phụ còn nói thêm rằng tất cả những vị ở đây đều là những người chọn lựa cả. Thượng đế chọn lựa chúng ta xuống đây để mà gia trì cái thế giới này, để mà làm thăng hoa cái thế giới này, để làm cho nó biến thành một hành tinh vĩ đại huy hoàng cũng như những hành tinh khác trên vũ trụ mà mình kêu bằng thiên đàng hoặc là Phật quốc đó. Nhưng mà quý vị lâu ngày nó quên rồi, chỉ có mình sư phụ nhớ mà thôi. Thì bây giờ quý vị muốn nhớ lại cái bổn phận, cái trách nhiệm thiêng liêng của mình đó, thì quý vị theo học Pháp Quán Âm là quý vị nhớ lại. Có rõ chưa? Ờ. Thưa sư phụ, con là tín đồ Thiên Chúa giáo. Con tu, nếu tu Pháp môn Quán Âm, vậy có phải là phản giáo không? Không. Tu theo Pháp Quán Âm là tu theo phép của Đức Giê-xu tu ngày xưa đó. Tại vì trong Thánh Kinh rất nhiều trang nói về âm và quang. Thí dụ như trang đầu, trong Thánh Kinh có nói rằng lúc khai thiên lập địa có cái thánh từ này, tức là the word, yeah? Sư phụ nói tiếng Anh á. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, nếu mình tu theo cái âm từ, cái thánh từ đó là cái the word đó, à, cái thánh từ đó là thượng đế. Cho nên nếu mình tiếp xúc với cái thánh từ này thì mình tiếp xúc với thượng đế, làm sao cái bằng phản đạo được. Rồi trong những cái trang khác, trong cái thánh kinh có nói rằng chẳng hạn như Moses, quý vị kiếm chỗ ngồi liền, đừng chạy tới chạy lui ồn nha, không phải đi chợ nha. Trong Thánh Kinh có nói khi mà Moses đó nghe được lời của Thiên Chúa đó, thấy chưa, thì nghe như là những tiếng sấm nè, thấy không? Ừ. Đó là âm thanh mà mình có thể nghe được sau khi mình truyền tâm ấn, một trong những âm thanh chứ không phải bấy nhiêu đó thôi. Trong những đoạn Thánh Kinh khác có nói rằng tiếng của Thiên Chúa như là tiếng của những hồ nước lớn đó chứ, the sound of many water, tiếng của nước lớn, tiếng sóng vỗ vào bờ, là đại khái nó như vậy. Trong kinh Phổ Môn cũng có nói y như vậy thôi. Tu phép Quán Âm thì nghe được tiếng hải triều âm, tiếng phạm âm. Phạm âm là gì? Phạm là phạm thiên. Phạm thiên là cái tiếng Ấn Độ, nó chỉ thượng đế, có hiểu không? Cho nên nghe được tiếng thượng đế là như vậy, là nghe được cái word, cái thánh từ mà nói ở trong thánh kinh đó. Nhiều khi trong Thánh Kinh có nói nhiều à, khi mà thấy được Thượng Đế thì Thượng Đế như một cái
cái vòng ánh sáng lớn, một cái vòng lửa lớn, thấy không? Ánh sáng rực rỡ nó cái vòng lửa. Tại hồi xưa người ta cái ngôn từ người ta nghèo nàn, người ta nói rằng thấy Thượng Đế như một vùng lửa lớn, nghe Thượng Đế nói như là tiếng sấm, tiếng sét, tiếng của nước biển lớn như vậy. Quý vị có hiểu chưa? Cho nên quý vị truyền tâm ấn xong nghe được những tiếng này, nhìn thấy được những cái ánh sáng này, đó là nhìn thấy Thượng Đế, nghe được Thượng Đế vậy. Nó không phải là phản đạo mà là theo đúng đạo. Thưa Sư Phụ, theo lời giảng dạy của giáo phái Tin Lành, khi Chúa Giê-xu chết và Ngài sống lại sau khi chết, còn Đức Phật chết thì chết luôn. Như vậy, chính Đức Phật chưa cứu được chính mình thì làm sao cứu được chúng sanh? Xin Sư Phụ cho biết ý kiến về sự so sánh trên. Chà, ghê quá, bây giờ dám phê bình tới Phật luôn ha. À ha, to gan quá ha. Mình chưa bằng Phật mà dám phê bình cũng ghê chứ. Sư Phụ phục quá, người nào đâu đứng lên coi Sư Phụ phục một chút coi. Ừ? Anh làm sao không biết Phật không có sống vậy? À? Không có, không có ai đâu, đừng coi, nó không dám đứng lên đâu. Cái này anh hùng rơm thôi. Dám phê bình Phật nhưng mà không dám đứng. Thôi được rồi, không sao, thôi tha cho. Để Sư Phụ nói cho nghe. Cái lúc mà Đức Chúa sống vậy đó, mình đâu có ở đó đâu mình biết là Chúa có sống vậy hay không. Mà cái khi mà Đức Phật sống vậy đó, mình có ở đó đâu mà mình coi mà mình thấy. Sao bây giờ nói chuyện mông lung trên trời dưới đất vậy? Chuyện bây giờ mà nói chưa xong mà nói chuyện 2000 năm trước. Dẹp. Đức Chúa và Đức Phật sống vậy là sống trong cái gì? Đức Chúa và Đức Phật sống đời đời, không có ai chết hết trơn á. Sống trong tâm hồn của chúng ta, sống trong cái sự tôn kính của chúng ta đối với các ngài, sống trong sự hành trì giáo lý của các ngài của chúng ta. Đó là sự sống của quý vị. Chúa làm sao chết được, Phật làm sao tử được? Nó bậy. Nó bỏ cái thế giới này đi qua thế giới khác, nó huy hoàng, trang nghiêm hơn, xứng đáng cho mấy vị Phật sống hơn vậy thôi. Nhưng mà cũng không phải Phật và Chúa chọn lựa cái nơi nào để mà đi nghỉ ngơi. Nhưng mà cái thế giới này nó có duyên với những vị đó một thời gian mà thôi, chứ không thể níu kéo các ngài sống đây đời đời kiếp kiếp, đặng cho mình hành hạ, mình đóng đinh mỗi ngày 2-3 lần được, hoặc là mình chửi bới một tháng 2-3 kỳ được. Hết duyên rồi, người ta đi về nhà của người ta ở, bây giờ năn nỉ cũng không xuống nữa, thắp nhang lại 1000 năm họ cũng không xuống nữa. Rồi những vị nào khác động tâm từ bi, có duyên với những người ở đây, ở cái xứ này, ở cái cõi đời này, ở cái thế hệ này, sẽ xuống mà độ những người đó thôi. Quý vị hiểu chưa? Chứ Chúa Phật không có bao giờ chết. Nói bậy. Thưa Sư Phụ, thành thật cảm ơn Sư Phụ đã có buổi thuyết pháp ngày hôm nay, đã giảng cho chúng con biết được chân lý làm người. Tuy nhiên, có một số thanh thiếu niên trẻ tuổi theo Sư Phụ. Như vậy, làm thế nào để bảo đảm sự học vấn và sự nghiệp của lứa tuổi này? Sư Phụ có bảo đảm tương lai của cuộc sống cho đệ tử hay không? Bảo đảm 100%. Thí dụ như mấy người này là người ta đã nghỉ học sẵn rồi, người ta mới đi theo sư phụ, chứ đâu phải đi theo sư phụ nghỉ học. Người ta muốn học bao nhiêu người ta học chứ. Nhiều khi quý vị ở ngoài đời học 100 năm mình đâu có bằng quý vị này theo sư phụ học một ngày. Đừng có so sánh những cái dùng óc phàm phu mà so sánh những cái giá trị của những sự mà mình không thể so sánh được. Còn thí dụ như Hùng hoặc là tất cả những người trẻ tuổi mà đứng trước mặt quý vị đó theo sư phụ đó, họ đâu có gì đâu mà tương lai đâu có gì đâu. Họ vẫn sống vay vay vậy chứ. Hả? À, thấy có gì khác biệt không? Còn em bé này, ví dụ đi theo sư phụ bây giờ cũng vẫn đi học như thường. Muốn đi học thì sư phụ cho đi học tiếp. Mà không muốn đi học thôi sư phụ cũng bắt buộc, ta người tự do. Ai muốn làm chi thì làm. Muốn đi học thì sư phụ cho tiền đi học tiếp. Hoặc là ở nhà mà có tiền thì cho đi học tiếp.
Nhưng mà vừa làm thầy tu vừa làm học trò, mình có thể làm hai ba job, biết chưa? Có thể làm hai ba công chuyện cho đỡ ngán. Một người mà làm tối ngày làm có bấy nhiêu chuyện ngoài chán chết, sao quý vị chịu nổi? Sư phụ phục, sư phụ hết mình à. Tối ngày làm có bấy nhiêu chuyện ngoài vậy mà không chán cũng hay nha. Sư phụ làm biết bao nhiêu chuyện như vậy mà thấy thế giới này còn chán, không có cái gì đáng cho sư phụ để mà lưu luyến, để mà tham lam nữa, để mà vui nữa. Huống chi quý vị làm một ngày có một chuyện thôi, mỗi ngày đi ra đi vô dòm thấy có một bà vợ thôi, một ông chồng thôi mà chịu nổi, hay thiệt á. Sư phụ bái phúc hết mình. Thưa sư phụ, đạo Phật làm thế nào sẽ hòa hợp với sự tiến bộ về kỹ thuật và nhân bản của con người? Đạo Phật mà chính tông á là dạy cho con người tìm được cái nguồn gốc trí huệ vô cùng rộng lớn đó. Khi mà tìm xong rồi á thì cái gì giải quyết nó cũng lẹ. Chứ làm sao mà không phù hợp với nhân loại được. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca nhiều khi còn tiến vượt bậc nhân loại, sợ nhân loại theo không kịp chứ đâu phải là đạo Phật phải đi theo kịp đà tiến triển của nhân loại đâu. Thí dụ như khi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài có nói rằng trong một ly nước có mấy vạn con vi trùng ở trong á, có chúng sanh ở trong á, có mấy bạn chúng sanh trọng, không ai tin Ngài hết. Tại vì mình thường mắt thường mà dòm ly nước nó trong veo không có chi hết. Bây giờ mấy ngàn năm sau khoa học chứng minh rằng đúng thiệt, trong nước lúc nào cũng có vi trùng. Thấy chưa, Đức Phật nhảy vọt mấy chục ngàn năm về trước á, chứ nhân loại theo không kịp với chứ ở đó mà đạo Phật phải đi theo nhân loại, nói ngược đời. Ví dụ như bây giờ những người tu hành theo sư phụ, theo pháp Quán Âm thôi, đừng nói chi thành Phật rồi, đừng nói chi sư phụ ha. Những điều họ hiểu biết đó hả, những người khoa học gia đó chạy theo mấy chục năm chưa chạy kịp á, phải không? Những điều mình biết họ đâu biết được, nhưng mà mình chỉ biết mình thôi, mình nói ra họ không biết, họ không tin. Chứ nếu họ tin theo tất cả những người khoa học gia đi theo sư phụ học hết đó hả, mai mốt của mình bay lên cung trăng như đi chợ, chứ đừng có nói mà làm hỏa tiễn mấy chục triệu rồi rớt lên rớt xuống như vậy, làm dở ẹt. Thưa sư phụ, câu dịch là: thưa sư phụ, Ngài có tin và biết rằng có một vị Chúa toàn năng không? Thì sư phụ trả lời: ý sư phụ nói rằng sư phụ biết Chúa thật, biết Thượng Đế có thật. Còn mấy người quảng cáo ngoài kia nói chúng ta phải tin Thượng Đế, chúng ta phải lạy Thượng Đế, phải cầu Thượng Đế, cái đó quảng cáo bánh thôi, chưa có ăn bánh. Còn sư phụ ăn bánh rồi, sư phụ biết Thượng Đế là ai, cho nên đừng hỏi sư phụ tin hay không tin Thượng Đế. Sư phụ tin nhất đời, tại biết rồi không sao không tin được. Biết có một cái lực lượng vô cùng vĩ đại lúc nào cũng chăm sóc cho thế giới. Ok, good. Khổ động chút. Chiều nay có người hỏi rằng bao giờ thì truyền tâm ấn được. Sư phụ nói rằng chiều nay sau khi sư phụ thuyết pháp xong, quý vị nào muốn thọ tâm ấn thì đi hỏi cái ban tâm ấn đó, thọ truyền đơn. Có những cái giới luật gì mà không hiểu hoặc là những điều không hiểu thì phải hỏi họ cho kỹ, chứ đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, đừng có sợ tầm bậy tầm bạ. Mình làm việc phải, đừng có sợ, thấy chưa? Mình đi truyền tâm ấn cho dù sau này mình không hiểu, mình làm những điều lầm lẫn đi nữa mà không cố ý đi nữa, vẫn được tha thứ như thường. Quý vị đừng có sợ tầm bậy, thấy chưa? Ví dụ hồi xưa sư phụ chưa có đi xuất gia đó, sư phụ nghe nói giới luật gì mà mấy trăm cái giới đó. Sư phụ hồi xưa trì năm giới cũng trụt lên tuột xuống, sao trì mấy trăm giới được. Sư phụ nghĩ chắc rớt địa ngục liền tại chỗ. Rồi sư phụ nghĩ đi nghĩ lại, sư nghĩ rằng theo đạo Phật nói thì người xuất gia là cao quý nhất, có thể cứu được tất cả những người khác ha. Thì thôi mình đi đại đi, rồi mình rớt địa ngục mình chịu chứ đâu có sao. Rồi mình thành công thì bao nhiêu người được hưởng. Thành ra sư phụ nhắm mắt đi đại. Tất cả những giới luật, những cái điều kiện gì nhiều khi chỉ là một sự thử thách cái lòng thành của mình mà thôi. Quý vị mà đứng đó rung á là Phật quả khó thành. Mình chết mình còn chịu được để mà mình đạt được chân lý, lóc xương xẻ thịt như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đời đời kiếp kiếp còn làm được thay, huống chi thì mấy cái giới ăn mấy cái miếng phở, mấy cái miếng thịt bò bỏ đi thay mấy miếng đậu hũ gì đâu làm được chứ.
vượt biên còn được, thay đậu hũ bằng thịt, sao thay thịt bằng đậu hũ, sao thay không được, dễ quá mà, hiểu chưa? Người Mỹ họ hỏi rằng á, nếu cô sư phụ nghĩ rằng ăn rau tốt hơn ăn thịt á, thì tại sao Thượng Đế sanh ra những con vật này làm gì? Ông còn nói rằng cô đừng có trả lời với tôi rằng sinh ra những con, Thượng Đế sanh ra những con vật này để làm đẹp cho thế giới. À, ông chặn họng trước phải không? Sư phụ nói rằng trong Thánh Kinh Thượng Đế đã nói rõ ràng cho chúng ta biết Thượng Đế sinh ra những con vật để làm gì, tại sao ông hỏi tôi? À, sư phụ mới nhắc cho ông ấy biết rằng trong Thánh Kinh có nói rằng Thượng Đế có nói rằng ta tạo ra những con vật để làm bạn với các ngươi, để giúp đỡ các ngươi, phải không? Dầu cho ông không tin rằng Thượng Đế sinh ra những con vật có những cái mục đích khác, thì sư phụ không nói với ông rằng, sư phụ không nhớ rằng Thượng Đế nói rằng ta sinh ra những con vật để cho các ngươi ăn thịt nó. À, Thượng Đế không có nói vậy bao giờ, sư phụ không có đọc trong cái kinh thánh nào không có thấy nói vậy. Thành ra dầu cho không biết những cái mục đích gì đi nữa, cũng biết rằng không phải cái mục đích gì để cho mình ăn thịt. Tại Thượng Đế có nói rõ ràng nữa, đây nè, ta làm biết bao nhiêu là hoa màu ở ngoài ruộng đó, và những cái trái cây thơm ngon ngọt ngào đó, đó là thức ăn của các con, phải không? Kính thưa sư cô, trong kinh dạy niệm A Di Đà Phật để tu tịnh độ thì khi chết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn tu Pháp Môn Quán Âm sau khi chết sẽ đi về đâu? Xin cô vui lòng giải thích. À, cái này bí mật mà. Thôi được rồi, bà con thì ta nói cho nghe, chứ lẽ là không có nói cho quý vị nghe, chắc gì quý vị đã tin. Làm sao tin đi về Cực Lạc mà không tin đi về thế giới khác? Cực Lạc là cái chuyện của Đức Phật Thích Ca nói 2500 năm trước, mà quý vị cứ tin hoài, mà sư phụ nói bây giờ đây, giờ phút này mà không chịu tin. Tịch có nhiều thế giới xa hơn, đẹp hơn, huy hoàng hơn mà quý vị không bao giờ có thể đến được, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng nói tới. Quý vị có muốn đi không? Thì cha cho qua gia. Ok. Thưa sư cô, có một nguồn tin cho biết rằng Đức Bồ Tát Di Lặc đã hạ sanh và đã thành Phật ở Việt Nam để giảng giải Phật Pháp. Nếu đúng như vậy thì nước Việt Nam sẽ trở thành thánh địa như Ấn Độ. Kính xin sư cô cho biết nguồn tin này có đúng không? Kính chúc sư cô thân tâm thường lạc, trí huệ miên trường để hướng dẫn Phật tử trên khắp thế giới trong thời kỳ mạt Pháp. Chuyện của ông Phật Di Lặc sao hỏi tôi cả? Hả? Chuyện ai nấy làm sao hỏi tôi? Hả? Quý vị có biết ông nào là Phật Di Lặc thì quý vị đi theo học kiếm coi có phải không, chứ sao hỏi sư phụ? Mà bây giờ thí dụ như Phật Di Lặc xuống rồi, quý vị sao nhận ra? Không lẽ ông xuống ông mang cái bụng bự vậy, rồi ông để trần áo vậy cho quý vị thấy, rồi ông viết cái chữ Di Lặc ở đây hả? Hả? Bây giờ thí dụ quý vị biết một người nào đó là Phật Di Lặc, thí dụ sư phụ biết đi nữa, rồi sư phụ nói rồi ta tìm ra rồi, đây Phật Di Lặc đó, quý vị có tin không? Hả? À, chắc gì mà tin. Rồi thứ nhất, bây giờ sư phụ nói cho quý vị biết Di Lặc là cái gì. Di Lặc là chữ Maitreya của tiếng Phạm, có nghĩa là khoái lạc, có nghĩa là hoan hỷ. Những người nào mà có tinh thần hoan hỷ, có sự khoái lạc nội tâm, đó là Di Lặc, đó là đệ tử của Di Lặc, đó là hiện thân của Di Lặc. Những người nào mà dạy cho mình có biết cái cách mà được khoái lạc nội tâm, biết hoan hỷ trong tinh thần, đó là Phật Di Lặc. Chứ còn đi kiếm chỗ nào cho nó ra, có hiểu không? Đi theo phép Quán Âm đi rồi ai cũng biến thành Di Lặc hết, chứ khỏi cần đi đâu kiếm chứ. Thưa sư phụ, trong kinh Phật có nói ở địa ngục có quỷ sứ hành tội người chết như cắt lưỡi, bị đẩy vô nước sôi, lửa bỏng, hoặc hùm beo, rắn cắn. Như vậy có đúng sự thật không hay là dị đoan? Đúng, đúng sự thật. Đà, những cái
Sự tàn ác này ở đâu mà ra? Những sự khủng bố này ở đâu mà ra, quý vị có biết không? Từ trong tâm của những người làm ác, nghĩ ác và nói ác. Khi mà mình mở miệng nói ra những lời ác gì đó, nếu quý vị có mắt sẽ thấy có một con rắn nó sinh ra từ trong miệng á, rắn độc á, làm những hành động ác, có những con cọp nó hiện thân ra. Nghĩ những điều ác, có những con sư tử nó sanh lên. Cho nên những cái đó nó để dành ở dưới cái chỗ mà thế giới đặc biệt á, đợi cho những người mà đã làm cha làm mẹ của những con rắn, con cọp, con sư tử đó xuống đó để mà hưởng thụ đời sống gia đình, có hiểu không? Đoàn viên đó, cái bằng đoàn tụ đó, mình sinh ra nó mình phải nuôi dưỡng nó, nếu nuôi nó không được nó cắn mình, nó xé mình, nó hành phạt mình, cái đó có thiệt. Những con quỷ sứ đó cũng đều là do mình tâm ác mà sinh ra thôi, chứ không phải trời đất sinh ra. Cái địa ngục có thiệt, cái sự dằn vặt của lương tâm nhiều khi nó còn đau khổ hơn địa ngục nữa, quý vị hiểu không? Do sự dằn vặt lương tâm mà sinh ra. Có người nói rằng ổng là học sinh đó, không có thì giờ đâu mà không có cái chọn lựa, sự chọn lựa menu á. Thì sư phụ nói rằng hồi xưa sư phụ cũng bận lắm. Sư phụ làm việc cho người tị nạn Việt Nam từ 7 giờ tới 11 giờ tối, mỗi ngày gì không có rảnh. Nhưng mà khi sư phụ về nhà, sư phụ nấu một tuần nấu hai lần, một lần gì đó. Nó một cái nồi thiệt bự, đủ thứ vỏ cho chồng, đủ thứ bổ, vỏ chồng rồi một nồi cơm bự, rồi mỗi bữa lấy ra một ít tận mà. Một ít cơm với một ít đồ kho đó. Ăn hâm lên rồi ăn thêm trái cây, rau sống gì nữa là nó đủ bổ rồi. Khi sư phụ đi ra ngoài thì sư phụ mua tạm sandwich á. Những cái sandwich là ăn tạm, hoặc là ăn trái cây, ăn những cái chất đậu á, hoặc là đậu phộng, hoặc là những cái chất đậu walnut này kia của mấy nó bổ đủ rồi. Uống sữa, ăn cheese, ăn gì đó, bơ đó, phô mai á, nó cũng tạm sống qua ngày chứ không có chết chóc gì đâu. Rồi sư phụ nói rằng nếu không thì liên lạc với mấy người Việt Nam mà nấu đồ chay mà bỏ mối đó. Nếu ông ít tiền, ông nói là ông học sinh thì chắc họ nấu còn rẻ cho ông hơn nữa. Họ không phải vì muốn kiếm tiền mà muốn giúp đỡ cho những đồng tu, cho nên họ sẽ giúp đỡ ông, đừng có lo. Phải không? Phải không? Hai sư phụ nói đó, phải không? Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, Đức Phật có nói đời là bể khổ. Tại sao chúng ta không thể bỏ thể xác này để tu bằng linh hồn ở những cõi khác? Cũng được. Nhưng mà tu những cái xứ đó nó chậm. Có khổ mình mới muốn tu, chứ khi mà nó sướng rồi á, ai mà thèm tu nữa. Tu là để cho sướng mà, chứ nó bớt khổ quá thì tu nó bớt khổ. Chứ đừng nghĩ rằng muốn bớt khổ là tham lam, không phải. Cái đó là quyền lợi của con người, chứ đừng có bị người ta hăm dọa. Cứ nghĩ rằng anh tu mà anh còn muốn sướng này kia, anh còn muốn giàu, muốn cũng được không sao hết. Cái đó là quyền lợi của mình. Cái đó là cái đời sống căn bản của con người. Mình vốn phải như vậy đó, chứ không phải là sự tham lam, hiểu chưa? Nhưng mà không phải mình tham lam giàu có sung sướng không, mà mình muốn sự giải thoát đời đời. Nó kèm theo đó nữa mới là đúng. Chứ nếu mà mình muốn giàu sang không, mình muốn ở đây hoài, mình xài giàu, cái đó là nó có giới hạn chưa? Thì bây giờ nếu mà mình muốn tu á, thì ở cái thế giới này tu nó sướng nhất. Tại ở đây mới có trường học. Thí dụ quý vị muốn học y khoa thì phải vô trường đại học y khoa. Muốn học kỹ sư thì phải vô trường đại học kỹ sư, thấy chưa, mới học được. Muốn học thành Phật Bồ Tát phải xuống cái trường học này, là cái thế giới Ta Bà mới học được. Trong vũ trụ nó an bài, nó sắp xếp như vậy thôi. Chứ bây giờ quý vị muốn học thành Phật Bồ Tát mà đi học cái trường kia, nó dạy làm quỷ làm ma, hoặc nó dạy làm thiên thần á, hoặc nó dạy làm những cái ông thần nhỏ, những ông trời nhỏ trên những cõi trời khác, thì quý vị học trật đường, có hiểu chưa? Đây là cái trường dạy làm Phật làm Bồ Tát. Giờ muốn học thì ghi danh tu phép Quán Âm liền. Kính bạch sư cô, ngoài dẹp lục dục, trong ngăn tam độc, tinh tiến tu hành có được giải thoát không? Tu hay quá vậy mà sao giải thoát được? Tu một quá sức vậy sao giải thoát được? No. Cái này nấu cát mà muốn thành cơm á,
Cái đường của con đường Bồ Tát đi là nó có con đường ở trong á, chứ không phải con đường ở ngoài. Không phải trì giới nhẫn nhục này kia đó là thành Phật đâu, không phải đâu. Nếu trì giới nhẫn nhục ăn chay mà thành Phật con bò, nó thành Phật trước mình lâu rồi. À, quý vị có thấy con bò nó có lòng vị tha hơn của mình bao nhiêu không? Nó ăn thì nó ăn cỏ thôi, nó ngủ thì nó ngủ ngoài trời thôi, nó uống chút nước vậy thôi, mà nó cho mình cả xương, cả thịt, cả da, cả lông, cả đầu, cả tóc. Nó cho sữa mình, con cái nó đẻ ra cho mình giết mình ăn nữa. Nó làm Bồ Tát hạnh tới mức vậy mà nó đâu có phải Phật đâu. Nó vậy, Phật là phải có Phật âm, phải thấy Phật quang, phải tìm được cái Phật tánh mới thành Phật. Chứ còn tìm những cái sự mà phong tục tập quán ở bề ngoài, những cái đạo đức vô thường đó, đâu có phải là Phật đâu. Làm sao thành Phật được, tìm sai đường. Nhưng mà đợi chút vỗ tay luôn. Nhưng mà muốn tu thành Phật á thì phải có đạo đức nữa, nó kèm vô tu nó mới dễ. Chứ còn không thì mình dễ dàng bị tu theo ma. Tại nên cái tâm mình mà ác, mình làm những điều ác, mặc dù mình có thần thông tự tại, nhưng mà cái tâm mình nó không lành thì mình chưa phải là tâm Phật, mình chưa gần tâm Phật được, mà mình gần tâm ma. Cho nên tu phải có đạo đức nữa, nó kèm theo. Có nhiều đó thôi. Ok. Kính thưa sư cô, bên Công giáo chúng con nói rằng khi chết, linh hồn chỉ có đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chứ không có luân hồi nhiều kiếp như bên đạo Phật. Xin sư cô cho con biết bên nào sai, bên nào đúng. Cảm ơn sư cô. Dạ. Nếu quý vị không tin có luân hồi, tại sao ngồi đó đợi mà Đức Chúa Giêsu sống lại lần nữa? Hả? À? Đức Chúa Giêsu cũng có nói cái chuyện luân hồi nữa. Cho nên Ngài nói rằng Ngài là hiện thân, Ngài là cái gì? Người kế thừa hiện thân của những vị giáo chủ gì đó ở trước Ngài đó. Quý vị về đọc Kinh Thánh lại coi. Rồi, thứ nhất. Thứ hai, khi mà Đức Chúa Giêsu sắp mất đi đó, Ngài nói rằng các con đừng có khóc về ta. Ta sẽ gửi một người khác xuống. Thấy chưa? Người khác xuống để mà an ủi các con. Quý vị nên biết rằng một người nào mà an ủi được những tín đồ của Đức Chúa Giêsu á thì phải một người bằng Chúa Giêsu mới được. Hiểu chưa? Hoặc là mang cái tinh thần của Đức Chúa xuống, mang cái lực lượng của Đức Chúa, mang cái quyền ly của Đức Chúa Giêsu xuống mới an ủi được cho những người mà làm con của Chúa. Quý vị hiểu không? Đó là một hành thức của sự luân hồi. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng trong cái thánh kinh á có nhiều đoạn rất bị cắt xén, quý vị có hiểu không? Bây giờ đây, cái thánh kinh mà mình coi bây giờ đó, nó không có đầy đủ, hoặc là nó sai chạy rất nhiều. Những người sau khi Đức Chúa Giêsu mất đi, tại vì Ngài sống có 3.5 năm thôi, Ngài chưa có đủ thì giờ dạy dỗ cho con người. Lúc đó, con người lúc đó rất là dã man và lạc hậu hơn con người thế kỷ bây giờ nữa. Mà Ngài chỉ sống có 3.5 năm thôi, mà truyền pháp trong một cách lén lút cực khổ, làm sao mà dạy dỗ được cho họ, cho kỹ tới nơi tới chốn, làm sao mà đem cái tinh hoa của Đức Chúa Giêsu đã hiểu mà truyền bá được sâu rộng trong quần chúng. Cho nên sau này, khi Đức Chúa Giêsu mất đi, những người đời sau đó cãi đủ thứ những lời của Ngài nói mà đem ra làm thành lợi lộc cho chính mình, để lập bè, lập đảng, làm chùa, làm nhà thờ, đặng mà kiếm lợi, kiếm danh. Thành ra cái thánh kinh mà mình đọc bây giờ nhiều khi nó có sai nhiều chỗ lắm. Rồi bây giờ có một số khoa học gia nghiên cứu thánh kinh đó, họ đùng một cái họ nói rằng bây giờ mình khám phá ra là, họ khám phá ra là 80% những gì mà trong thánh kinh nói rằng Đức Chúa Giêsu nói không phải là của Ngài nói. Quý vị về đọc New York Times. Vậy rồi sao? Thôi tạm tin lời của sư phụ đi. Tu đi sẽ biết thiên quốc là như thế nào. Tu đi rồi sẽ thấy Đức Chúa Giêsu hiện ra ở trong cái thiền định của quý vị, mà chỉ dạy cho quý vị những chân lý mà chính từ miệng Ngài nói ra. Chứ sư phụ khỏi cần dạy cho quý vị. Nếu quý vị muốn Đức Chúa Giêsu dạy cho quý vị, tôn thờ Đức Chúa Giêsu, thì theo phép quán âm của sư phụ, rồi sư phụ sẽ dẫn quý vị tới chỗ Đức Chúa Giêsu ở bây giờ, rồi quý vị học đạo với Ngài cho nó chính xác. Chứ mình ngồi đây mình cứ bàn luận những cái chuyện 2-3 ngàn năm trước, rồi cãi tới cãi lui tam sao thất bổn,
thì không có lợi gì cho mình cả. Quý vị muốn gặp Chúa Giêsu, tu theo phép Quan Âm, vậy lắm thiếu gì học trò của sư phụ gặp Chúa mỗi ngày, gặp Phật như ăn cơm bữa. Không phải người nào cũng gặp, nhưng mà nếu người nào thành tâm cầu nguyện mà tu tới cái mức độ của Chúa ở đó thì gặp Ngài ngay. Từ đó học trực tiếp nó vui hơn chưa. Ngài đâu có chết đâu mà ngồi đó mà thờ lạy, mà khóc lóc. Cái thân xác của Ngài bị đóng đinh chứ Ngài đâu có chết. Cái bộ áo Ngài bỏ lại thôi. Ví dụ bây giờ sư phụ cởi cái áo này ra, rồi đem cái áo này móc ở trên cái móc đó, đâu phải sư phụ bị móc ở đó đâu. Người ta thoát ra rồi, hiểu chưa? Kính thưa sư cô, vạn vật đồng nhất thể, tất cả mọi người, không ai là cha mẹ, vợ con, anh em của mình. Tại sao nhất nhân chứng đắc kiểu huyền thăng mà không nhất nhân chứng đắc tất cả đều thăng? Bởi vì mình ở cái thế giới này là thế giới của vật chất. Mình chỉ có một số lượng bà con, anh em, dòng họ của mình, huyết thống của mình trong một quãng đời ngắn ngủi nào đó thôi. Còn những cái hồi xưa kia, những cái bà con, dòng họ, anh em của hồi xưa, nó mờ bớt đi rồi, xóa bớt cái record rồi, đốt rồi. Cũng như mình có cái hồ sơ trong một cái hãng xưởng nào đó, qua 5 năm thì họ đốt đi, hiểu chưa? Chứ họ không có để hoài. Cho nên những người nào, những cái tội lỗi gì mình đã làm từ lâu đó thì mình đã trả sạch hết rồi. Chỉ còn cái đời, hoặc là những cái dính dáng, hoặc là những tội lỗi, những phước báo gì trong 5, 7, 8 đời đây nó còn dính líu thôi. Chứ mà nếu mà bắt quý vị trả mà nợ mà đợi đợi kiếp kiếp ngàn muôn năm trước á thì làm sao quý vị chịu nổi. Cho nên những cái gì, cho nên mình nhiều khi mình làm tội mình phải chịu tội liền đó, mình phải chịu phạt liền, mình xuống địa ngục, lên thiên đàng liền, rồi mà nó dẹp cái record đó, cái kỷ lục đó của mình đó. Cái record là gì hả? Cái hồ sơ của mình đó, nó xóa đi rồi làm cái mới, hiểu chưa? Thành ra cái hồ sơ của mình nhiều nhất là 5, 6, 7 đời còn lại trở lại thôi. Còn những cái chúng sanh mà đã liên lạc với mình hồi xưa mà nợ nần gian ân oán giang hồ với mình đó, mình đã sòng phẳng hết rồi. Họ đi làm cha làm mẹ của những người khác rồi, họ không còn dính líu tới mình được nữa. Cho nên khi mình tu hành phước đức hoặc là nghiệp chướng của mình, nó không ảnh hưởng gì tới họ được nữa. Mà những người mà bây giờ làm thân nhân quyến họ mới ảnh hưởng được họ mà thôi. Chính Phật cũng chỉ độ được những người có duyên mà thôi. Có hiểu như vậy không? Chứ nếu không Phật độ hết cả thế giới, cần gì quý vị phải mà nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Một vị Phật tu là cả thế giới chứng hết rồi, cần gì phải cần tới quý vị nữa mà thăng nhung thăng. Hiểu chưa? Phải cần. Cho nên nó khổ là chỗ đó. Tại cái thế giới này thế giới vật chất, cái luật nó như vậy, mình phải theo cái luật. Cũng như thí dụ mình ở với thế giới cộng sản, mặc dù mình không thích cái luật của thế giới cộng sản, mình thấy nó vô lý, mình vẫn phải theo như thường. Không theo bắt đi học tập chính trị, đi kinh tế mới, hiểu chưa? Kính thưa sư phụ, tâm của đệ tử rất muốn tu tập đi theo đạo pháp, nhưng đệ tử còn đang ở trong cảnh đời và còn nhiều việc phải hoàn tất, chẳng hạn như trong tương lai gần đây đệ tử sắp sửa kết hôn. Việc này có thể là trở ngại lớn, hoặc có thể cho đệ tử được họ tâm ấn hay không? Đâu có. Đâu có. Ai muốn kết hôn thì kết chứ. Tu hành là cái chuyện hobby riêng của mình, cái trò giải trí riêng của mình, hay chưa? Còn việc gì đời mình cái bổn phận của đời, cái gì mình phải làm chứ, đâu có sao. Chứ đâu phải người nào đi theo học sư phụ cũng bỏ vợ bỏ chồng đi xuất gia, đâu có đâu. Có bao nhiêu người đâu, 5, 6, 7, 8 người thôi. Có cũng còn nhiều nữa, nhưng mà không có nhiều như cái số quý vị ngồi dưới kia, thấy chưa? Tu có hai cách, người thì xuất gia, người tại gia đó. Quý vị muốn tu gì đó tu, chứ ai cấm quý vị lấy vợ lấy chồng bao giờ đâu. Một bên lấy vợ lấy chồng, một bên tu nó mới vui. Chứ lấy vợ lấy chồng không, lấy vợ lấy chồng không, ai không làm được. Những con vật nó cũng làm được như thường. Mình khác hơn là mình vừa làm những cái này mà mình vừa có trí huệ nữa, vậy nó mới vui, nó mới hoàn mỹ chứ, chứ không phải cấm quý vị lấy vợ lấy chồng. Kính thưa sư cô, trong gia đình mà chồng tu Quán Âm, vợ không tu, vậy người chồng có thể giải thoát được không? Và cả gia đình được giải thoát không? Kể cả con dâu, con rể. Xin cảm ơn sư cô. Được. Có người nào mà tin theo sư phụ á
thì nó lẹ hơn. Còn những người không tin sư phụ mà còn chửi bới sư phụ đó, nhiều khi phải được sự gia trì của sư phụ đặc biệt thêm, hoặc là những sự cầu nguyện của những người đồng tu khác thì nó mới lên được. Hiểu chưa? Nói năm đời hay là cửu huyền thăng có nghĩa là tất cả những người nào mà gồm trong cái cửu huyền đó đều được thăng, nhưng mà không nói rằng tất cả đều thăng. Có nhiều khi một hai người chìm đắm ở dưới lâu lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của một Kiền Liên? Ngài đã theo Phật học, Ngài là đệ tử cũng như thứ nhất của Phật vậy, một trong những đệ tử xuất sắc như vậy, mà mẹ của Ngài chìm đắm ở địa ngục A Tỳ á, cứu không được, sau này phải năn nỉ tất cả tăng chúng này gồm những người xuất gia và tại gia, nam và nữ, hợp lại với nhau cầu nguyện giùm mới được đó. Quý vị có biết rằng đi theo Phật là năm chín đời siêu thăng hết không? Siêu chứ, nếu không một Kiền Liên đi xuống đó gặp chú, gặp dượng, gặp cô, gặp dì, gặp em, gặp chị dâu, anh dâu, sau chỉ gặp có mình bà mẹ thôi, tại mấy người kia thăng hết rồi. Còn có một mình bà này, bà nặng quá đi, bà ngồi đó, bà chửi Phật, bà hại tăng, bà làm thịt chó cho mấy người tu hành ăn. Bà không có tin tưởng cái sự mầu nhiệm của Phật tánh, cho nên bà từ chối cái Phật tánh của chính bà, quý vị hiểu không? Cho nên cái Phật tánh của chính bà không cứu bà được, bởi vì bà từ chối không nghĩ rằng mình có Phật tánh. Đó, thành ra nó mới khó cứu. Thấy không? Năm sáu đời đi hết, chứ nếu không một Kiền Liên xuống rồi gặp cha nữa, tại sao gặp mẹ không vậy? Chưa? Đó, rõ ràng là theo Phật là năm đời, năm sáu bảy tám chín đời siêu thăng. Thấy chưa? Thì những người nào tin theo sư phụ, hoặc là không phỉ báng sư phụ, đi cứ rụt. Chỉ cần không phỉ báng thôi. Chứ còn những người phỉ báng thì nó hơi lâu. Okay. Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, đọc kinh Phật thuyết giảng, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có kinh lại nói, muốn thành bậc chánh đẳng chánh giác, phải tu hằng hà sa số kiếp, làm vô lượng vô biên công đức. Xin sư phụ giải thích sự tương phản của hai điều trên. Có hai cách. Bây giờ nói để lý luận nghe cho vui thôi ha. Thì quý vị làm sao biết được rằng đời đời kiếp kiếp quý vị chưa tu? Hỏi lại ngược một cái là trật liền hết chưa? Tại nhiên có thể quý vị đời đời kiếp kiếp đã tu rồi, kiếp này tu lần cuối cùng, ok? Thành ra mới gặp Phật được, mới nghe một cái mà tu nhất kiếp cái độ nhất ngộ nhất thời liền. Đó là một trong những cái lý luận để nói mà chơi thôi, chứ không phải cần chứng minh. Rồi thứ nhất, có một cái lý luận thứ hai nữa. Tại vì quý vị hỏi sư phụ lý luận cho vui, rồi quý vị muốn chọn cái lý nào đó chọn, chứ sư phụ không cần nói cái này đúng hay sai. Cái lý luận thứ hai nữa, theo sư phụ hiểu biết là như thế này. Thì cái này không phải lý luận mà theo sư phụ hiểu biết. Có hai loại Phật quý vị biết không? Một loại kêu bằng độc giác Phật, một loại kêu bằng Phật hoàng mỹ đó. Độc giác là như thế này, ổng một mình tu, ổng một mình ổng chứng, ổng gặp Phật hoặc là nghe thấy Phật gì đó, rồi ông tu mình ông chứng, ông cứu được ai hết, tại ông không có duyên nợ với chúng sanh. Còn những vị Phật mà cứu được rất nhiều người đó là bởi vì họ đời đời kiếp kiếp gần gũi chúng sanh, săn sóc an ủi họ, sự phụng họ, hy sinh vì họ, thương mến họ, cho nên gặp họ họ khoái liền, nói gì họ nghe nấy liền, làm gì họ cũng làm theo, đi đâu họ cũng dính theo. Thì đời đời kiếp kiếp đã làm hạnh Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh rồi, hiểu chưa? Cho nên có hai loại như vậy. Cái loại thí dụ như mình thành Phật rồi mà mình độ được chúng sanh đó là biết đời đời kiếp kiếp mình tu cái hạnh Bồ Tát, mình hy sinh, mình giúp đỡ chúng sanh nhiều, cho nên mình gieo cái duyên với chúng sanh, mình có duyên, cái bằng Phật mới độ được người có duyên. Rồi còn mình tu hành xong mình thành Phật mà mình không thấy, không độ được ai, nói không ai nghe, đó là biết mình là độc giác Phật, mình mới đời này thành Phật thôi, mình tu nhất kiếp độ nhất thời nhờ cái Phật lực mà mình giải thoát mà thôi. Ok, hai đường đều tốt cả, giải thoát cho mình là đỡ rồi. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều giải thoát cho chính họ, sư phụ khỏe quá, Phật Bồ Tát đi ăn mừng, hiểu chưa? Khỏi cần nói độ chúng sanh, độ cho mình đi. Ok, tu nhất kiếp nhất định ngộ nhất thời. Thì theo sư phụ, theo tu Pháp Quán Âm, sư phụ lấy hết danh dự của thiên đàng địa ngục mà bảo chứng cho quý vị. Quý vị nhất định kiếp này giải thoát, không thành Phật cũng giải thoát, chưa? Ít nhất cũng giải thoát. Thưa sư phụ, con đọc nhiều kinh Phật, thấy Phật nói rằng lạy Phật là cách gieo duyên lành, được phước báo. Còn sư phụ lại bảo
lạy Phật không có công đức gì. Vậy sư phụ có nghĩ là điều đó nghịch lý với lời Phật dạy không? Không, không. Lạy Phật sống có công đức, còn lạy Phật gỗ không có gì hết. Thường thường mình nói lạy Phật là cái kiểu đi vô chùa lạy mấy ông Phật gỗ, Phật đồng đó. Cho nên cái đó không có công đức là phải. Còn cái nói lạy Phật có công đức là cái người ta nói cái khi mà Phật còn tại thế đó, một vị Phật sống mình lạy có công đức. Nhưng mà công đức nhỏ, mình lạy, mình phải có cái niềm tin ở bên trong nữa. Thân khẩu ý phải lạy hết mới được. Rồi phải cầu nguyện vị Phật đó gia trì cho mình để mình giải thoát thì nó mới có công đức lớn. Còn nếu mình chỉ lạy, mình muốn làm ăn mạnh giỏi phát đạt thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi, cái bằng công đức nhỏ. Nhưng mà điều mình lạy vị Phật muốn gì được đấy à. Nhưng mà nếu mình muốn những cái chuyện tầm thường như mà đồ ăn này kia cái nọ đầy đủ là giàu sang thì những cái đó nhiều khi nó còn ràng buộc mình cho thêm nữa. Cho nên đừng có lạy Phật với những quan niệm như vậy mà ràng buộc với chính mình. Bây giờ đây nè, sư phụ nói câu chuyện này cho nghe nè. Sư phụ tại sao không nhận tiền cúng dường của những người không truyền tâm ấn, quý vị biết không? Tại vì không muốn cho họ những cái công đức nhỏ nhặt như vậy. Thường thường những người ở ngoài không truyền tâm ấn, chưa có thấm nhuần cái giáo lý của sư phụ, họ chỉ nghe nói rằng lạy Phật cúng dường Phật có tiền, thấy chưa? Có danh lợi, có lợi ích của trời, của người vậy thôi, cảnh trế trời và cảnh người thôi, chứ họ không có cái quan niệm giải thoát. Cho nên sư phụ không cho họ chìm đắm trong cái quan niệm này. Sư phụ không có nhận tiền cúng dường của họ. Tại sao? Nghĩ rằng sư phụ không có từ bi. Không phải. Sư phụ từ bi lớn hơn, muốn cho họ có quan niệm giải thoát. Dù họ khổ một chút rồi sau đó họ bừng mắt ra, họ đi tìm minh sư, họ học, họ giải thoát đời đời. Chứ bây giờ nhận chút tiền cho họ, mai mốt họ giàu thêm, hoặc là đời sau họ làm quan, rồi họ bị người ta ám hại, rồi họ bị người ta giết chóc, rồi họ bị những cái tiền bạc vật chất nó lôi cuốn trong những vòng tội lỗi. Như thế đâu có phải là giúp họ thiệt, phải đâu phải từ bi thứ thiệt đâu. Bây giờ có một câu chuyện, Vũ Tắc Thiên Hoàng Đế có biết không? Vũ Tắc Thiên Hoàng Đế ngày xưa cúng dường một vị Phật một nắm cát thôi. Nghe nói người đó là Phật, cái cúng dường nắm cát thì không có gì hết, cũng con nít mà. Cúng dường nắm cát thôi, mà sau này làm vua trăm họ ở nước Trung Hoa. Nhưng mà có được gì đâu, cả cuộc đời cũng dằn vặt tình cảm và chính trị. Chết rồi cũng chết thảm, chết thương trong cung lạnh mà thôi. Được cái gì? Cho nên sư phụ không có cho cúng dường, không có cho quý vị những cái phước báo nhỏ nhen của nhân thiên như vậy, mà sư phụ để cho quý vị khổ, cho biết mùi, rồi mới tỉnh dậy, mới tu, đặng đời đời kiếp kiếp mà sung sướng. Hiểu chưa? Thưa sư cô, Thánh Kinh chưa bao giờ và không bao giờ đề cập đến chuyện Chúa Giê-xu là hiện thân của bất cứ vị nào. Khi mà người ta hỏi rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài có phải là cái này khó dịch hả? Ngài có phải là reincarnation á? Ngài có phải là những vị gì đó tái sanh không? Thấy chưa? Ngài giữ im lặng. Im lặng có nghĩa là yes. Chứ nếu không Ngài nó không có, nó bậy. Cái này giáo lý sai, phải chưa? Im lặng là nhận lời đó. Cái thời xưa nó như vậy, cái thời Đức Phật cũng như vậy. Lúc mà những người nào thỉnh Đức, tức là 2500 cửa, 2000 trước về trước đây, im lặng là nhận lời, quý vị hiểu không? Cho nên khi nào người nào muốn thỉnh Đức Phật mà đi ăn cơm hoặc là đi thuyết pháp, Ngài im lặng là biết Đức Phật nhận lời rồi. Thì nó đại khái nó là như vậy. Thì nói một chút phải hiểu nhiều chứ sao mà vạch lá tìm sâu dữ vậy, làm như mình ngu lắm vậy đó. Nói bấy nhiêu mà không hiểu. Thưa sư cô, Chúa Giê-xu không phải chỉ sống có 3 năm mà là 33 năm. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Sao mà ngu quá vậy? Sống 33 năm nhưng mà ngày truyền đạo có 3 năm rưỡi thôi. Trời ơi, khó tính thế. Thưa sư phụ, con đã lạy Phật nhiều năm, năm nay đã 88 tuổi, ăn chay đã được gần một năm. Nhờ đệ tử của sư phụ dạy pháp môn phương tiện, bây giờ đã thấy được ánh sáng, có được chút thể nghiệm. Bây giờ xin vô thượng sư có thể cho truyền tâm ấn không? Được.
Welcome. Thưa sư phụ, Phật Pháp có 84.000 pháp môn khác nhau, cho nhiều người có căn cơ khác nhau. Xin sư phụ cho biết pháp môn Quán Âm có áp dụng được cho tất cả mọi người hay là chỉ giới hạn cho một số người thôi? Pháp môn Quán Âm tất cả mọi người đều tu. Trong pháp môn Quán Âm sau này sẽ đẻ ra 84.000 pháp môn. Sư phụ tùy theo căn cơ của mỗi người mà chỉ riêng cho quý vị từng cách tu hành nữa, chứ không phải sư phụ chú truyền tâm ăn bữa rồi thôi đâu. Còn mấy chục năm trời đằng đẵng phải dạy dỗ, mà dạy ở bên trong á, dạy trong lúc quý vị ngủ á, dạy trong lúc quý vị ăn á, dạy trong lúc quý vị không thấy mặt mũi sư phụ đâu hết á. Dùng cái tâm thức mà dạy cho cái tâm thức của mình, chứ không phải truyền tâm ấn rồi là đủ. Đó chỉ là nhập môn thôi, ghi tên thôi. Ok. Thưa cô, pháp có nhiều pháp, pháp nào cũng cho mình là cao nhất. Tại sao có sự tranh ngôi mà không có sự tương quan trợ giúp? Có sự liên hệ thông suốt giữa các minh sư hiện nay trên thế giới không? Những vị nào mà chân thật là minh sư á, thì biết cái pháp nào là pháp cao nhất. Tất cả những vị nào mà dạy pháp cao nhất đều họ đều nói họ là pháp cao nhất. Còn những người mà dạy pháp không cao mà nói pháp cao nhất, cái đó quyền của họ, mình đâu có giành được. Thế giới này cũng như thế giới này có nhiều cái món chocolate á, là người nào cũng nói chocolate tôi ngon nhất, xe tôi tốt nhất, cái máy giặt của tôi nổi tiếng nhất, nó đó quyền của họ. Nhưng mà mình có người làm, có trí huệ làm người, mình phải phán đoán chứ. Mình phải biết cái nào mà cho mình một đời giải thoát, có một sự bảo chứng rõ ràng, mà tu được cái kinh nghiệm liền, có sự lợi ích liền về tinh thần, thể xác và trí huệ của mình. Mình phải biết chứ. Mình phải nghe những cái ông thầy mà ông nói đó, coi ông nói có xứng đáng là một kêu bằng một vị minh sư mà dạy pháp cao cấp nhất hay là không. Hoặc là mình nghe những cái vị khác, mình phải so sánh đàng hoàng. Chứ mình đâu phải mình có người không có thông minh đâu, ai nói gì nghe nấy, mà ngồi đó mà sợ. Đấy chứ. Sau đây là một câu hỏi cuối. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều câu hỏi. Phía bên ngoài chúng ta có một quyển sách gọi là sách Vấn Đáp, tức khắc khai ngộ Vấn Đáp. Trong đó có rất nhiều câu trả lời của sư phụ, một quyển sách rất quý. Xin quý vị nếu muốn thỉnh, bên ngoài có bàn bán kinh sách của sư phụ. Quý vị đến đó hỏi thì chúng ta có thể thỉnh được. Thưa sư phụ, con biết những chân lý sư phụ dạy là đúng, con rất muốn làm theo. Nhưng thưa sư phụ, lòng con quá dễ dàng bị cám dỗ những điều xấu. Hơn nữa, môi trường sống con đang sống lại có quá nhiều tội lỗi. Con phải làm sao để hướng được lòng con về nẻo phải? Làm sao cho con tránh khỏi cám dỗ? Bởi vì mình sống trong cái môi trường tội lỗi như vậy, mình mới muốn vượt ra. Chứ nếu mình đã sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mình đã sống trong niết bàn thì khỏi tu. Chưa? Sư phụ hồi xưa cũng sống môi trường tội lỗi, bây giờ vẫn sống trong môi trường tội lỗi. Có cái chỗ nào mà không là môi trường tội lỗi đâu. Hiểu chưa? Nhưng mà bởi vì mình đã chán nản những cái môi trường đó rồi, những cảnh đó rồi, mình muốn làm hoa sen trong bùn chứ. Hiểu chưa? Cứ đi tu đại sợ gì. Dạ, kính thưa sư phụ, 5 giờ. Rồi, xin cảm ơn sư phụ. Chúng con tất cả các đệ tử xin trân trọng cảm ơn sư phụ đã đáp lời mời đến đây để cảm ơn quý vị truyền pháp ở địa bên này. Kính cảm ơn quý vị. Thì cảm ơn quý vị đã đến dự buổi thuyết pháp hôm nay. Chúc quý vị mọi sự lành và khai ngộ đời này. Quý thính giả vừa lắng nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Mục đích của con người. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.